Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 241, Tỷ muội Mặc dù Hoàng đế Văn Tuyên đồng ý cho tiêu giác an táng hòa nhị phu nhân, nhưng vì bà mang tội nên không thể làm lễ lớn. Ngày hòa như phi và hứa chi hằng bị hành hình, hòa nhị phu nhân cũng được an táng. Mộ của Hoa Nhị phu nhân nằm ở khu vực núi Đông Hoàng của kinh thành, một nơi thanh tịnh trong rừng với bốn phía trồng đầy cây lê. Đến mùa xuân, hoa lê nở rộ, gió nhẹ nhàng và chim hót líu lo, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Giống như nhiều quý nữ khác trong thành, cuộc đời nàng bị gò bó trong bốn bức tường của gia đình, tuân theo cha mẹ khi ở nhà và theo chồng khi xuất giá, không thể tự quyết định số phận của mình. Có lẽ, cái chết với nàng là một sự giải thoát. Trên bia đá ghi mộ của người có đức hạnh vân thị hòa nhị phu nhân vốn họ vân khi bà qua đời hòa yến đã cho khắc bia đá này nghĩ rằng dù ở dưới đất hòa nhị phu nhân cũng không muốn liên quan đến hòa gia nữa cô quỳ xuống trước mộ hòa nhị phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ trên bia đá và thì thầm nếu có kiếp sau mẹ đừng làm phụ nữ nữa nếu nhất định phải làm phụ nữ cô mỉm cười hãy để con làm mẹ mẹ làm con gái nhé hai mẹ con họ kiếp này có duyên nhưng vô phận thậm chí chưa từng nói một câu tốt lành với nhau. Kể từ hôm nay, trên đời này, ngoài tiêu giác ra, không còn ai biết nàng là Hòa Yến nữa. Tiêu giác đứng cách đó vài bước, vì thân phận nhạy cảm của Hòa Nhị Phu Nhân, việc tiêu giác lo liệu chôn cất bà đã khiến nhiều quan ngự sử chỉ trích. Có tiếng nói của một người phụ nữ vang lên từ phía sau. Các người... Hòa Yến quay đầu lại và thấy Hòa Tâm Ảnh mặc áo trắng đứng đó. Hòa Tâm Ảnh tiêu tụy rất nhiều, cô gái từng xinh đẹp như hoa, giờ gầy gò chỉ còn da bọc xương, có lẽ do khóc lâu, mắt đỏ ngầu xương húp Cô nhìn rõ mặt Hòa Yến và Tiêu Giác, ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu mới nói. Đô đốc tiêu, Hòa cô nương, hứa. Hòa Yến bỗng dưng sửa lại. Hòa tiểu thư. Hứa chi hằng đã chết, không còn hứa ra, cũng không còn hứa đại nãi nãi. Hòa tâm ảnh nhìn vào bia đá trước mộ, giọng nghẹn ngào. Nhưng đây là, mẹ ta. Hòa Yến khẽ gật đầu hòa tâm ảnh bước nhanh vài bước tới trước mộ quỳ xuống và ôm chặt bia mộ hôm đó một thị vệ lạ đưa nàng ra khỏi ngục và đưa đến phủ của quán trưởng ngụy huyền trương tại hiền sương quán ngụy huyền trương thường sống tại học quán quanh năm trong nhà chỉ có phu nhân và cháu gái nhỏ ngụy phu nhân rất ôn hòa và đồng cảm với cảnh ngộ của nàng sau khi ổn định tại gia đình ngụy hòa tâm ảnh dần dần ghép lại toàn bộ sự thật từ lời của các hạ nhân thực tế cũng không khác xa với những gì nàng tưởng tượng những sự việc khó hiểu đó bỗng chốc có câu trả lời. Vì sao? Đại ca. Đeo mặt nạ luôn lạnh lùng với nàng, còn. Đại ca. Không đeo mặt nạ lại kiên nhẫn và ôn hòa. Đơn giản là. Đại ca. Đeo mặt nạ thực ra là. Trường tỷ. Đã chết, nàng từng nghĩ rằng. Trường tỷ. Dưỡng bệnh tại trang tử, thực ra là đại ca thật sự. Không lạ khi trường tỷ vừa gả vào hứa ra đã bị mù, không thể có sự trùng hợp như vậy đó là do người làm. Sau khi trường tỷ qua đời, mẹ nàng bị bệnh nặng do sầu muộn, hóa ra sự thật đáng sợ và kinh tởm như vậy. Còn nàng thì sao, trường tỷ đã chết, mẹ cũng đã ra đi, hòa ra không còn, hứa ra cũng tan tác. Nàng bị cha ruột sắp đặt gà cho hứa chi hằng, hóa ra chỉ là vật thay thế cho trường tỷ, để duy trì mối liên kết không thể chia lìa giữa hòa ra và hứa ra. Giờ đây nàng chỉ còn một mình, có thể đi đâu và làm gì. Hòa tâm ảnh ôm bia mộ khóc đau đớn, mong rằng hòa nhị phu nhân còn sống, ít nhất còn có chỗ dựa. Nhưng bây giờ, nàng thật sự không còn nơi nương tựa. Đột nhiên nàng nhớ tới hỏa yến năm đó cũng một mình tại hứa ra, phải chăng cũng giống vậy, bị người nhà đẩy vào vực thẳng, không có bạn đồng hành, không nhìn thấy mặt người ghê tờm, cũng không đoán được ý đồ xấu xa, cô độc và đáng thương như thế. Hỏa yến nhìn thấy nàng khóc thảm thiết, do dự một chút, cuối cùng vẫn đi đến bên hòa tâm ảnh, Cúi người, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng. Cảm giác không có nhà để về, nàng hiểu rõ hơn ai hết, nàng rất thấu hiểu tâm trạng của Hòa tâm ảnh lúc này. Hòa tâm ảnh khóc một hồi lâu, rồi mới quay đầu lại, Hòa Yến đưa cho nàng một chiếc khăn tay, nàng nhận lấy và nói. Cảm ơn. Sau đó nhìn về phía mộ bia, nói. Dòng chữ trên bia mộ này. Dường như là khắc bằng danh nghĩa của con cái để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ. Là ta nhờ người khắc. Tiêu giác nhẹ nhàng nói ta và chị gái ngươi từng là bạn học, nên khắc dòng chữ này thay nàng. Hòa tâm ảnh ngạc nhiên, nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Nàng quay lại nhìn mộ bia, khuôn mặt biểu lộ sự phức tạp. Chị ấy thật sự là, dù không có ở đây, vẫn có thể luôn luôn phù hộ cho ta. Nàng và chị Hòa Yến thực ra không tiếp xúc nhiều, dù trước kia có mơ hồ đoán được sự thật, cũng chỉ là kinh ngạc và phẫn nộ vì lỗi lầm. Nhưng bây giờ, khi không có ai giúp đỡ, sự ấm áp mà chị để lại sau khi chết đủ để nàng cảm thấy một chút an ủi. Ngụy Huyền Trương và Tiêu Hoài cần đều tốt, vì Hỏa Yến mà họ đã bảo vệ nàng rất nhiều. Nếu Hỏa Yến còn sống thì tốt biết mấy, Hoa Tâm Ảnh đột nhiên rất muốn biết, Hỏa Yến rốt cuộc là người như thế nào. Nàng và Hỏa Yến chỉ tiếp xúc vài lần, chủ yếu là khi Hỏa Yến đeo mặt nạ. Sau đó, khi qua lại phủ, Hỏa Yến đã vội vàng xuất giá, nàng chưa kịp cũng không có cơ hội để hiểu rõ về Hỏa Yến. Hòa tâm ảnh nghĩ, nếu có thể khiến những người này dù Hòa Yến đã chết vẫn giúp đỡ và nhớ đến nàng, thì chắc chắn Hòa Yến là một người rất tốt. Hòa Yến chắc chắn sẽ không yếu đuối như mình, có thể trong tuyệt vọng, vẫn tìm ra được con đường để tiến về phía trước. Sau này ngươi có dự định gì không? Hòa Yến hỏi nàng, Hòa tâm ảnh lấy lại tinh thần, lắc đầu, mơ hồ nói. Ta không biết. Nàng thực sự không biết tương lai nên đi tiếp như thế nào. Đừng lo lắng. Hòa Yến nhẹ nhàng nói. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, khi suy nghĩ rõ ràng rồi thì hãy hành động. Hòa tâm ảnh cười khổ một tiếng. Ta còn có thể có tương lai sao? Một người từng là vợ của tội thần, một người mà cả nhà thông đồng với địch phản quốc, dù may mắn còn sống, thì có thể làm gì? Nàng cũng muốn chết cùng gia đình, nhưng khi đến lúc, lại không đủ dũng khí. Có thể. Người phụ nữ trước mặt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ngươi là con gái của Hòa Nhị Phu Nhân, là em gái của Phi Hồng Tướng Quân, nếu chị ấy có thể làm được, người cũng nhất định có thể làm được. Hòa tâm ảnh vô thức ngừng đầu lên, nhìn về phía Hòa Yến. Người phụ nữ này, lúc trước nàng đã gặp tại Ngọc Hoa Tự, nhưng khi đó bị tiêu hoài cần thu hút ánh nhìn nên không để ý kỹ. Tuy nhiên, Hòa Nhị Phu Nhân và Hòa Yến đã nói chuyện với nhau vài câu. Nói đến đây, vụ an hầu trước mắt cũng rất có duyên với chị gái nàng, cũng là nữ giả nam trang nhập quân doanh, tên cũng giống y hệt. Có lẽ vì vậy ông trời mới muốn mượn tay nàng để giúp chị mình minh oan trong lòng hòa tâm ảnh bỗng nhiên cảm thấy gần gũi với người phụ nữ trước mặt dù họ chưa gặp nhau nhiều lần hòa yến kéo nàng lên từ dưới đất ta biết ngươi hiện đang ở tại phủ ngụy tiên sinh sau này nếu cần giúp đỡ có thể sai người đến báo cho ta biết ngươi tại sao lại tốt với ta như vậy hòa tâm ảnh không thể nhịn được mà hỏi hòa yến cười vị hôn phu của ta từng là bạn học của chị ngươi về tình về lý, ta đều nên chăm sóc ngươi. Hơn nữa, trong nhà ta chỉ có đệ đệ, không có muội muội, sau này, ngươi có thể xem ta như chị gái. Dù ta không lợi hại như phi hồng tướng quân, nhưng... Nàng nói, ta sẽ thay chị ấy chăm sóc ngươi. Trong lòng hòa tâm ảnh bỗng nhiên có cảm giác an tâm. Giống như trong biển khổ không nơi nương tựa, cuối cùng tìm được một chiếc thuyền nhỏ. Cảm ơn ngươi, nàng nhẹ nhàng nói, đi trước dâng hương cho hòa nhị phu nhân đi. Hỏa Yến cười nói, sau khi dâng hương và đốt tiền giấy cho Hòa Nhị Phu Nhân, Tiêu Giác và Hỏa Yến lại đưa Hòa Tâm Ảnh về phủ của Ngụy Huyền Trương. Nhìn bóng lưng Hòa Tâm Ảnh bước vào cửa, Hỏa Yến khẽ thở dài. Sao vậy? Tiêu Giác hỏi nàng. Chỉ là cảm thấy có chút đau lòng thôi. Hỏa Yến xoay người, cùng Tiêu Giác đi về nhà. Ta nhớ lúc trước ở Hòa Gia, nàng rất hồn nhiên và hoạt bát, Hòa Nguyên Lượng. Nàng không muốn gọi là phụ thân, luôn rất cưng chiều nàng, ta từng lặng lẽ ghen tị với nàng, nhưng cuối cùng nàng cũng trở thành vật hy sinh của hòa gia. Nếu nói hòa yến từ nhỏ lớn lên trong cô đơn, sớm nhìn thấy sự vô tình của hòa gia, thì khi sự thật xuất hiện cũng không quá khó chấp nhận. Nhưng hòa tâm ảnh từ nhỏ sống trong sự giả dối, được nung chiều lớn lên, cuối cùng sẽ có một ngày phát hiện chân tướng xấu xí của thế gian, chắc chắn sẽ sụp đổ. Tiêu giác an ủi nàng. Nàng sẽ vượt qua được thôi. Khi họ tiếp tục đi, trên đường có người qua đường, miệng lẩm bẩm về buổi hành hình hôm nay. Hỏa Yến nghe thấy người nói. Phi hứa chi hằng bị đẩy lên đài hành hình, đã sợ đến mức tiểu ra quần, ha ha ha, thật là buồn cười. Hòa Như Phi còn thảm hơn, 120 nhát đau, nghĩ đến cũng thấy đau. Đáng đời, ai bảo bọn họ làm những việc bất trung bất nghĩa như vậy, thật là lòng lang dạ sói. Chỉ tiếc cho Phi Hồng tướng quân, đại ngụy bao nhiêu năm mới có một tướng tài như vậy, lại là nữ tử, bị bọn họ hại chết, hành động lần này của bệ hà cũng coi như là báo thù cho phi hồng tướng quân đúng là oan có đầu nợ có chủ không phải không báo mà là thời điểm chưa tới hỏa yến nghe những người qua đường bàn tán nhất thời có chút ngây người nàng không đi xem hành hình đối với nàng mà nói người có tội được báo ứng thế là xong xem hành hình cũng không làm nàng cảm thấy vui báo thù cũng không phải là mục tiêu sống của nàng con người nên học cách nhìn về phía trước chỉ có nhìn về phía trước mới có tương lai Tiêu giác. Hỏa Yến mở miệng. Chuyện của Từ tướng, người định làm thế nào? Ánh mắt tiêu giác hơi dừng lại, một lát sau, hắn mới nói. Không khác biệt lắm, ngay lúc này. Vụ án của phi hồng tướng quân, từ khi phanh phui đến khi cha ra chân tướng, rồi đến khi người có tội đền tội, diễn ra rất nhanh. Dù sao hòa như phi tội ác tài trời, xử lý như vậy cũng không có gì đáng trách. Nhưng việc để lại đợi thầm Từ tướng, làm cho sự việc trở nên hơi lúng túng. Từ kính phủ có học trò khắp triều đình, mặc dù không dám nói thẳng bên ngoài, nhưng những ngày này có không ít người đã chạy đôn chạy đáo vì hắn. Phần lớn họ đều cầm công lao của từ kính phủ khi văn tuyên đế đăng cơ để nói chuyện. Còn nói chỉ dựa vào mấy bức thư và lời khai của Hòa Như Phi thì không thể định tội, từ kính phủ bị oan uổng. Nhưng rất nhanh, phong vân tướng quân tiêu hoài cần trên kim loan điện, tự mình dẫn đến hai người, là những người sống sót trong trận chiến minh thủy, là anh em họ la anh em họ la trước mặt bá quan văn võ, hướng về văn tuyên đế, kể ra chân tướng của trận chiến minh thủy năm đó. Nguyên là từ kính phủ trong bóng tối cùng nội gian trong quân của tiêu gia cấu kết, cố ý chuyển bản đồ binh tướng cho Nam Man, tiêu trọng vũ thảm bại trong trận minh thủy không phải vì chỉ huy không đúng, mà vì bị từ kính phủ ở sau lưng hãm hại, khiến toàn quân bị diệt. Những lời này vừa nói ra, triều đình trên dưới chấn động, văn tuyên đế ngay trước mặt quần thần nổi trận lôi đình. Ai cũng biết năm đó trận chiến minh thủy, tiêu trọng vũ thảm bại, tiêu gia suýt nữa không gượng dậy nổi. Nếu không có lúc ấy tiêu hoài cần quyết tâm mang theo 3.000 binh mã trở lại Nam Man, thì bây giờ đại ngụy tuyệt đối không có. Phong vân tướng quân Sau trận chiến minh thủy, các văn thần trong bóng tối đều chỉ trích tiêu trọng vũ bảo thủ, chỉ có huyết khí chi dũng, mà người chỉ trích mạnh mẽ nhất chính là từ kính phủ. Văn tuyên đế cũng để tiêu gia bị ghẻ lạnh một thời gian dài. Bây giờ chân tướng phơi bày ra trước thiên hạ, thực sự là từ kính phủ ở sau lưng thao túng, điều này khiến cho những người từng theo tiêu trọng vũ đau khổ và thất vọng. Thứ hai, cũng làm cho người cảm thấy văn tuyên đế thực sự là không phân biệt được đúng sai, hoang đường vô đạo. Văn tuyên đế giận dữ, khiến đại lý tự tra rõ toàn bộ từ ra, đem bản án cũ của trận chiến Minh Thủy Phúc thầm lại, không thầm rõ ràng, tra ra manh mối thì quyết không bỏ qua. Cứ như vậy, những người từng thuộc phe từ tướng cảm thấy bất an, hạ mình xuống, ai còn nhớ được từ tướng hay không, chỉ muốn cắt đứt mọi liên lụy với từ kính phủ. Đồng thời, trong lòng họ cũng lo sợ truyền thuyết Ngọc Diện Đô Đốc sống lại, ẩn náu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ buông tha việc điều tra này, ai biết tiêu hoài cần trong tay còn có chứng cứ gì khác không. Muốn nhổ tận gốc một cây cổ thụ lớn lên nhiều năm, cũng không dễ dàng, nhưng nhìn tình thế của tiêu hoài cần, rõ ràng là muốn thu hồi nợ cũ, không định bỏ qua cho ai cả. Tại phủ thái tử, Nghiễm Duyên đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong điện. Hạ nhân tất cả đều quỳ ở một bên, không dám lên tiếng, những ngày này, tính nết của thái tử càng ngày càng tồi tệ, mấy ngày trước còn động thủ đánh thái tử phi. Ai cũng biết hắn tức giận vì điều gì, thái tử và từ tướng có mối quan hệ nhiều năm, từ tướng luôn ủng hộ thái tử, từ tướng bị lật đổ, chẳng khác nào hắn bị mất một cánh tay. Nhưng lão cáo già đó, nhiều năm như vậy, trong tay cũng không phải không có chứng cứ, nếu muốn kéo hắn xuống nước. Thái tử siết chặt nắm đấm, khuôn mặt ngày càng u ám nhiễm sóc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc thiên tinh đài tổ chức, nhiễm sóc đã thêm dầu vào lửa cho bản án của Hòa Như Phi, bây giờ Hòa Gia và Hứa Gia đều đã bị lật đổ, nếu cái tiếp theo là từ Gia, người kế tiếp không phải chính là mình sao. Tốt quá, bọn họ từng bước từng bước, chỉ sợ đã đoán chắc hôm nay. Nếu lúc này để cho bọn họ đạt được, chẳng phải là thất bại trong gang tất sao. Nhưng hôm nay Văn Tuyên Đế đang tức giận, hắn cũng không thể ở thời điểm này mà lên tiếng giúp từ kính phủ. Hơn nữa, chứng cứ của vụ án Minh Thủy vô cùng xác thực, lúc này chính là thời điểm Tiêu Hoài Cần đang đắc ý, hắn chỉ có thể tránh né, không dám đối đầu trực diện. Đang suy nghĩ, bên ngoài có tiểu tỷ bước đến, tiến tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói. Điện Hà có phải đang phiền não về chuyện của từ tướng? Lúc này, người dám đến nói chuyện với hắn, chỉ có thể là tiểu tỷ được sủng ái ứng hương. Nhiễm duyên liếc nhìn ứng hương, hôm nay hắn không có tâm trí để tán tỉnh mỹ nhân, chỉ nói. Không sai, theo nô tỳ thấy, đây không phải là một chuyện tốt sao. Ứng hương đỡ nghiễm duyên ngồi xuống giường mềm, nhẹ nhàng xoa bóp vai hắn. Điện hạ không phải cho rằng từ tướng quá quyền lực, bây giờ từ tướng gặp chuyện, sau này điện hạ sẽ bớt đi nhiều phiền não. Ngươi biết cái gì? Nghiễm duyên không kiên nhẫn nói. Từ kính phụ là người của ta, nếu hắn gặp chuyện, ta giống như mất một cánh tay, bao nhiêu năm tính toán, tất cả đều thất bại trong gang tấc. Điện hạ lo lắng không có từ tướng ở đằng sau hỗ trợ sao? Ứng hương cười nói. Từ tướng không phải còn có con rể sao? Sở tứ công tử cùng nhiều người khác, nếu lần này có thể tự vệ. Cũng không phải là không thể thay thế từ tướng. Sở tử lan, nhiễm duyên giật mình, hắn có ý muốn lôi kéo sở tử lan, nhưng những ngày này sự việc cứ nối tiếp nhau, hắn cũng đã quên mất sở tử lan. Bây giờ nghe ứng hương nhắc nhở, đột nhiên hắn nhớ lại lời của Mã Ninh bố nói khi ở phủ hắn trước đây. Cùng một thủ đoàn và mạng lưới, một con chim ưng trẻ tuổi so với một con rắn độc đã trưởng thành lại càng dễ dạy dỗ, không phải sao. Sở tử lan là do từ kính phủ trực tiếp bồi dưỡng, so với từ kính phủ âm tàn, hắn có vẻ ôn hòa vô hại hơn, nhưng những năm qua hắn đã làm việc cho từ kính phủ không ít. Không ai sẽ xem nhẹ hắn, nếu không phải là kẻ vô năng, thì từ kính phủ sao lại gả hòn ngọc quý của mình cho sở tử lan. Tuy nhiên, ánh mắt hắn chuyển qua tiểu tỷ mỹ mạo trước mặt, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay của ứng hương, kéo nàng vào lòng, hỏi. Sở tử Lan là học trò của từ kính phủ, nếu từ kính phủ bị lật đổ, sở tử Lan cũng không thể thoát, làm sao ngươi biết. Hắn sẽ tránh được một kiếp, nô tỳ cũng chỉ thuận miệng nói thôi. Ứng hương không dãy dụa, trên mặt vẫn giữ nụ cười kính cẩn, rúc vào lòng hắn, nhẹ nhàng nói. Dù sao cũng là nô tỳ từng hầu hạ chủ tử. Nhiễm duyên nhìn nàng chầm chầm một lúc lâu, cười lạnh một tiếng, nắm lấy cằm của ứng hương, buộc nàng nhìn thẳng vào mình. Ta ghét nhất là sự phản bội, ứng hương, trong toàn bộ phủ này, ngươi là tiểu tỳ ta sùng ái nhất, hy vọng ngươi hiểu rõ cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Nếu ta phát hiện ngươi phản bội ta và tư thông với người ngoài, ngươi phải biết, hắn cười lạnh, chết trong phủ thái tử, cũng không thiếu ngươi một người. Ứng hương cười duyên dáng nói, điện hạ lại dọa nô tỳ nô tỳ sống là người của điện hạ chết cũng là quỷ của điện hạ làm sao có thể tư thông với người khác nhưng điện hạ đừng vì có người mới mà quên người cũ mỹ nhân trông thật xinh đẹp đôi mắt tràn đầy sự tuân phục không chút đáng ngờ chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời nhiễm duyên hài lòng vuốt phe khuôn mặt nàng ta sẽ luôn sủng ái ngươi rất nhiều ứng hương cười cúi đầu xuống nhìn kỹ trên cổ tay vừa rồi vì động tác của nhiễm duyên mà hiện lên một vết bầm rõ ràng nàng không thay đổi sắc mặt, dùng tay áo che vết bầm đó, đầu tựa vào ngực nhiễm duyên, che giấu ý nghĩa sâu xa trong mắt. chương 242, Thầy Trò Chứng cứ về mối quan hệ của tư tướng trong trận chiến tại Minh Thủy ngày càng nhiều. Không chỉ trong trận chiến ở Minh Thủy, mà còn nhiều tội trạng khác được trình lên, từ bán chức quyền, phân công sai trái, lừa dối quân vương, đến nhận hối lộ. Thái độ của Hoàng đế thay đổi, làm cho đảng từ nhận thấy tình hình không ổn, cả triều đình ngập trong không khí căng thẳng. Ban đầu nghĩ rằng có thể nhanh chóng cứu từ kính phủ ra, nhưng bây giờ cũng nhận thức được đây không phải là việc đơn giản, hoặc có thể là điều này đã không thể thực hiện được. Tại quý phủ của Thạch Tấn Bá, gã sai vặt ngăn cản người muốn vào, cười nói. Chư vị đại nhân xin hãy quay về, tứ công tử không có trong phủ. Sở tử lan rốt cuộc đã đi đâu? Một người vừa vội vừa tức, thấp giọng hỏi. Nếu không gặp được sở tứ công tử, tướng ra sẽ không có thời gian nữa gã sai vật chỉ biết buồn bã nói các đại nhân hỏi tiểu nhân tiểu nhân cũng không biết tứ công tử đã lâu không về phủ hỏi mãi cũng không ra được gì người đến đành phải tức giận rời đi sau khi đoàn người đi rồi gã sai vật mới đóng cửa lại quay về viện gõ cửa thư phòng rồi bước vào sở chiêu đang ngồi trước bàn đọc sách tứ công tử những người đến đã bị đuổi về hết gã sai vật nói sở chiêu thực ra vẫn ở trong quý phủ của thạch tấn bá thực tế là những ngày này hắn không ra khỏi phủ nên không ai thấy hắn tốt lắm nhưng tứ công tử gã sai vật do so dự một chút rồi mở miệng hỏi ngài thực sự không nghĩ ra biện pháp nào sao sở chiêu ngừng đầu nhìn hắn gã sai vật mặt tái nhợt sau một lúc lâu nghe thấy người trước mặt nói ngươi ra ngoài đi gã sai vật như chút được gánh nặng lùi ra ngoài Ánh mắt Sở Chiêu một lần nữa rơi vào nghiên mực đoan khê trên bàn, vẫn là món quà của Từ Kính phủ. Từ khi Từ Kính phủ vào tù, thỉnh thoảng lại có người tìm đến hắn nhờ giúp Từ Kính phủ ra ngoài, dù sao Từ Kính phủ coi hắn như con trai, lúc đầu không lâu sau, hắn cũng trở thành con rể của Từ Kính phủ, về tình về lý, đều nên hắn ra sức giúp đỡ. Ánh mắt Sở Chiêu trở nên xa xăm, Sở Chiêu còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Từ Kính phủ. Khi đó hắn còn nhỏ đang bị sở phu nhân và ba vị huynh đệ chèn ép. Hắn có dung mạo rất đẹp, sở lâm phong rất thích mang hắn đi xã giao, nhìn qua rất được sủng ái, nhưng mỗi lần xã giao về, chờ đợi hắn là vô số trận tra tấn. Sở lâm phong không nhìn thấy những việc trong hậu viện, dù có thấy, cũng chỉ nói vài câu cho qua, thực sự muốn hắn và sở phu nhân ly tâm là điều không thể. Có một lần vào mùa đông, sở lâm phong lại có buổi xã giao với đồng nghiệp, nghĩ đến việc mang hắn theo. Lần này là tại quý phủ của từ tư tướng, Sở Lâm Phong cố ý dặn Sở phu nhân chọn cho Sở Chiêu bộ y phục tốt, tuyệt đối không được làm mất mặt Sở ra. Đã đến quý phủ của từ tư tướng làm khách, Sở phu nhân cũng không dám thất lễ, dù không muốn, vẫn chuẩn bị cho hắn bộ y phục lộng lẫy. Sở Lâm Phong tỏ ra hài lòng, nhưng Sở Chiêu lại đi rất gian nan, không biết là Sở phu nhân hay huynh đệ nào đã gắn đinh vào đế giày của hắn, lúc đầu không cảm thấy, nhưng khi đi lại Ninh dần dần đâm vào trong giày và cuối cùng chui vào lòng bàn chân hắn. Nhưng lúc đó, Sở Chiêu đã cùng Sở Lâm Phong đến từ phủ. Trước mặt mọi người tháo giày là cực kỳ vô lễ, Sở Lâm Phong lại rất thích sĩ diện, không cho hắn cơ hội, giống như khoe khoang một bông hoa xinh đẹp, kéo hắn gặp gỡ mọi người. Đây là tam tử của ta, Sở Chiêu. Sở Chiêu chỉ biết chịu đau, sắc mặt tái nhợt, bồi tiếp Sở Lâm Phong nói chuyện. Cuối cùng, hắn gần như không thể chịu đựng nổi. Tại yến tiệc, sở lâm phong uống nhiều, cùng bạn đồng sự nói chuyện đắc ý, cuối cùng tạm thời không chú ý đến sở chiêu. Sở chiêu muốn tìm một nơi yên tĩnh để cởi giày, rút cái đinh ra. Nhưng từ phủ quá rộng, hắn không biết đường, quay qua quay lại, liền đụng phải một người. Một người mặc trường sam, trông hơi lớn tuổi, cúi đầu nhìn hắn. Sở chiêu khẽ giật mình, nhanh chóng nhận ra, người này chính là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, từ tướng từ kính phủ, người mà sở lâm phong luôn muốn bợ đỡ. Chỉ là hắn luôn đi theo sở lâm phong, và sở lâm phong thậm chí không đáp lời từ kính phủ, nghĩ rằng ông ấy chưa chắc đã nhận ra mình. Ta là, tứ công tử của thạch tấn bá quý phủ. Sở chiêu cẩn thận mở miệng. Ta, ta lạc đường. Từ kính phủ chỉ mình cười nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một chút, rồi đột nhiên hỏi. Chân ngươi sao rồi? Sở chiêu vô ý thức đưa chân giấu sau lưng. Từ kính phủ nhìn xung quanh một chút, gọi hạ nhân, nói. Đưa sở tứ công tử vào trong phòng. Sở chiêu vội vã khoát tay. Không cần, ta, chân ngươi thế này, đi tiếp sẽ bị quẻ. Từ kính phủ lắc đầu cười nói. Ta sẽ báo cho phụ thân ngươi, đừng lo lắng. Sở chiêu liền được hạ nhân của từ phủ cõng vào phòng. Không chỉ vậy, họ còn tháo giày của hắn ra. Vừa tháo giày, mọi người đều hít sâu một hơi. Cái đinh gần như đã chui vào lòng bàn chân hắn, máu chảy ra dính vào tấm lót trắng, chỉ nhìn thôi cũng thấy thê thảm. Từ tướng cho mày, nói. Gọi đại phu trong phủ đến. Trong từ phủ có đại phu biết y thuật, được gọi đến sau đó lấy cái đinh ra khỏi chân sở chiêu, còn vừa nói. Tiểu công tử, ngài cũng giỏi chịu đựng, cái đinh này không vào sâu cũng đã đau, làm sao ngài chịu đến bây giờ không nói tiếng nào. Ai hờm, sau khi về, ngày mấy ngày nay không cần xuống giường, nghỉ ngơi cho khỏe sở chiêu mím môi không nói gì, tuy là tứ công tử của sở gia, nhưng hắn sống không khác gì hạ nhân, mỗi ngày phải làm việc, làm sao có thể tĩnh dưỡng nằm trên giường. Từ kính phủ phất tay, ra hiệu cho mọi người đi ra. Ông đứng dậy đi tới bên kia, vừa đi vừa hỏi như thuận miệng. Người tên là gì? Sở chiêu, tự tử lan. Hắn kiềm chế và cẩn thận trả lời. Tên rất hay. Từ Tĩnh phủ cười, đặt một đôi giày mới tinh trước mặt hắn đôi này vốn là phu nhân ta định tặng cho học trò ta, giày của ngươi không thể đi được, đôi này nên vừa. Sở chiêu ôm đôi giày vào ngực, có lẽ là do trước mặt lò sưởi rất nóng, giày vải ấm áp, hắn nói. Tạ ơn từ đại nhân. Từ kính phủ đánh giá hắn, sở phu nhân cho hắn bộ y phục này, thực sự hoa lệ và tinh xảo, nhưng mùa đông khắc nghiệt, lớp cầm y bên trong mỏng, không có bông, nhìn đẹp nhưng không thực dụng. Hắn đi một vòng bên ngoài, đã sớm bị đông lạnh đến tái nhợt mặt mày, tay chân lạnh buốt. Nhà ngươi còn có ba ca ca. Từ kính phủ cười hỏi, sở chiêu hơi cứng đờ người. Vâng. Từ kính phủ như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Nhưng ta chưa từng thấy phụ thân ngươi dẫn họ ra ngoài. Sở lâm phong hòa nhã mặt, luôn cho rằng mình là một Mỹ nam tử của đại ngụy, ba người con trai lại sinh giống mẹ, dung mạo thường thường, sợ người khác cười sau lưng, nên chỉ đưa sở chiêu đi xã giao với đồng nghiệp. Sở chiêu cúi đầu không nói lời nào, từ kính phủ hỏi. Ngươi có đi học không? Đọc qua một chút. Hắn nhẹ giọng trả lời. À. Từ kính phủ hơi ngạc nhiên. Có lẽ nghĩ rằng sở phu nhân lại để cho con ngoại thất như sở lâm phong đọc sách có chút khó tin. Sở chiêu nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói. Trước đây cùng mẫu thân học một chút, sau khi về phủ, lén giấu chút sách trong phòng. Từ kính phủ từ xưa đã quý trọng nhân tài, nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mắt, cười nói. Nếu vậy, ngày sau ngươi đến chỗ ta đọc sách. Sở chiêu khẽ giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, ngập ngừng. Ta, ta có rất nhiều học trò, nhưng họ đều đã lớn, ta cũng nhiều năm chưa thu nhận học trò mới. Văn sĩ dung mạo ôn hòa, như một trường bối tự ái. Ta lớn tuổi, không biết còn có thể dạy ngươi mấy năm, nếu ngươi nguyện ý theo ta học, hãy gọi ta một tiếng lão sư. Lão sư, thầy là người truyền đạo, dạy nghề, giải đáp thắc mắc. Đáng tiếc là, trong những năm đã qua, chưa bao giờ có ai dạy hắn phải làm thế nào, vì sao làm vậy, mà người trước mắt này lại là thừa tướng quyền khuynh triều chính của Đại Ngụy. Hắn cúi đầu, không để ý vết thương vừa được băng bó kỹ, quỳ xuống, cung kính dập đầu trước Từ Kính phủ, kêu một tiếng. "Lão sư." Hắn được Từ Kính phủ cho xe ngựa đưa về, cùng trở về là hạ nhân từ gia và một chiếc áo bông dày, cùng đôi giày mới tinh trên chân. Sau khi tỉnh rượu, Sở Lâm Phong biết chuyện này, cũng giật mình, vội vàng xin lỗi Từ Kính phủ, Từ Kính phủ lại nói không cần bận tâm. Sở Lâm Phong trở về phủ, lần đầu tiên vì Sở Chiêu mà cãi nhau với Sở Phu Nhân. Tiếng cãi vã của họ vang vào tai Sở Chiêu qua cửa sổ viện tử. Đây chính là Từ Tướng. Sau này Tử Lan là học trò của Từ Tướng. Hành động lần này của Từ Tướng ngươi còn không thấy rõ sao, từ nay đừng chèn ép Tử Lan nữa. Ai chèn ép hắn, nếu ta thực sự chèn ép hắn, sao có thể để hắn trở thành học trò của Từ Tướng? Nói tới nói lui đều là ngươi bất công, nếu không tại sao là hắn? mà không phải con ta. Ai bảo chính bọn chúng không tranh đua. Từ tướng chỉ thích Từ lan, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng làm mất mặt. Tím cãi vã tràn ngập tai hắn, sở chiêu cúi đầu nhìn đôi giày vải trên chân, giày rất vừa chân, đế giày cực kỳ mềm, tựa hồ cái đinh đâm vào trong máu thịt đau đớn cũng bị cái này mềm mại phủ lấp hết. Sau đó, hắn trở thành học trò của từ kính phủ. Từ kính phủ đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ hội này, liều mạng đọc sách, người ta đều nói hắn tài hoa hơn người tuổi trẻ tài cao thật ra không biết là bao nhiêu đêm khêu đèn đọc sách mới có thể trước mặt người khác thờ ơ khiêm tốn thầy cho tình nghĩa không phải là không có ngọn đèn trên bàn thắp sáng chiếu lên từ một mảng bóng tối hắn nhìn một hồi rồi đứng dậy người đâu gã sai vặt bước vào nói tứ công tử có gì phân phó chuẩn bị ngựa hắn nhìn về phía trước đi thái tử phủ trong biện trống trải Văn tuyên đế dựa vào sập, cúi đầu từng ngụm uống canh sâm do phụ nhân tay nấu. Từ khi bản án của từ kính phủ vừa ra, đế vương giận dữ, thân thể ngày càng không tốt. Tuổi tác của hắn cũng đã lớn, chỉ là quá khứ sống thanh thản, không nhận ra, trong chiều sinh biến, sự việc chất đống đổ tới, chỉ trong mười mấy ngày, thoạt nhìn đã thấy vẻ già nua hiện rõ. Uống xong một bát canh sâm, Lan Quý Phi bảo tỳ nữ nhặt đi chén không, ôn nhu nói. Bệ hạ phải mau chóng khỏe lại khỏe thì có ích lợi gì. Văn tuyên đế cười khổ. Chỉ sợ hiện tại bên ngoài đều mong chấm sớm ngày. Một ngón tay đặt lên môi ngăn hắn nói tiếp, Lan Quý Phi không đồng ý lắc đầu. Bệ hạ, lời này không thể tùy tiện nói. Văn tuyên đế nhìn lên phụ nhân trước mặt, dù nói vậy nhưng thần sắc vẫn ôn nhu, không như các công phi khác, kinh khủng giận dữ, cũng không như Trương Hoàng Hậu, mặt sụ giận dữ trách mắng. Lan Quý Phi không phải là người đẹp nhất trong hậu cung nhưng hắn sủng ái nàng nhiều năm là vì trước mặt Lan Quý Phi, hắn có thể làm chính mình. Mà không phải là một đế vương, văn tuyên đế cho rằng, có lẽ mình là người duy nhất thấy làm đế vương rất mệt mỏi. Sau khi phát bệnh, Trương Hoàng Hậu chỉ ghé qua một lần. Văn tuyên đế biết rõ nhà mẹ đẻ của Trương Hoàng Hậu rất gần gũi với từ kính phủ, bây giờ từ kính phủ gặp chuyện. Nhà mẹ đẻ của Trương Hoàng hậu không dám công khai cầu tình cho từ kính phủ, hậu cung lại không thể tham gia vào chính sự, nên những ngày này, nàng hẳn rất bận rộn. Văn tuyên đế không có tâm tư quản những việc này, nhắm một mắt mở một mắt, đơn giản vì hắn cảm nhận được, thời gian của mình có lẽ không còn nhiều. Rất kỳ lạ, trước khi chuyện của từ kính phủ xảy ra, hắn còn cho rằng mình còn nhiều tinh lực, có thể sống lâu hơn cha mình, nhưng từ khi bản án của từ kính phủ ra, hắn liền hiểu rằng, mình đã già thật sự, có lẽ không sống qua mùa đông tiếp theo. Vì vậy hắn thấy, có một việc khác quan trọng hơn, từ lúc chấm đăng cơ đến nay từ kính phủ phụ trách nhiều năm có công hắn thông thà nói chấm tha thứ cho hắn biết hắn tuy có tư tâm nhưng không truy cứu chỉ là bây giờ xem hắn phụ lòng chấm tín nhiệm thậm chí thông đồng với địch phản quốc tiêu trọng vũ chết rồi những năm nay chấm tin vào lời từ kính phủ bây giờ đại ngụy có thể dùng võ tướng nhưng lại không có mấy người phi hồng tướng quân hòa như phi hay là giả ô thác sớm có dự mưu chỉ sợ sau này thành họa lớn thái tử đức hành thế nào, chấm nếu giao vị trí này cho hắn. Văn tuyên đế cười khổ. Hắn còn không bằng chấm, mặc dù chấm không quyết đoán, cũng coi như nhân dân yêu mến, hắn. Có gì? Câu nói cuối cùng, vừa thất vọng, vừa tức giận. Nếu như nhiễm sóc là thái tử thì tốt biết bao, vậy hắn có lẽ đã sớm giao ngai vàng này cho nhiễm sóc. Đế vương dù bình thường, nhưng cũng không đặc biệt ngu muội hắn biết rõ trường tử vô tài vô đức, nhiều năm không chịu mô phỏng chiếu thư truyền ngôi, là vì lòng hắn mâu thuẫn. Một mặt, hắn biết nhiễm duyên ngồi lên vị trí này, đối với đại ngụy là một tai họa. Mặt khác, đại ngụy chưa bao giờ có quân vương phế trường lập ấu, hắn một đời không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, không muốn làm. Đệ nhất nhân, cũng sợ gánh trách nhiệm này, thế là kéo lại kéo, nhẫn nhịn, cuối cùng đem sự tình đến không thể vãn hồi. Lan Nhi, hắn nhìn về phía Lan Quy Phi chấm rất hối hận không quyết định sớm một chút bây giờ vô luận hắn làm thế nào trong chiều đều sẽ dậy sóng chảy nhiều máu hơn chết nhiều người hơn nhiễm duyên và nhiễm sóc vô luận hắn yêu ái ai, ai đều là con hắn điểm này không thể nghi ngờ lan quý phi ôn nhu nắm tay hắn chỉ nói vô luận bệ hạ quyết định thế nào thần thiếp đều hiểu bệ hạ khổ tâm văn tuyên đế nhìn về phía nàng trong cung này chỉ có người là tri kỷ của chấm Lan Quý Phi trở lại thanh lan cung, nhiễm sóc đã chờ trong điện. Thấy nàng trở về, nhiễm sóc đứng dậy. Mẫu Phi. Lan Quý Phi để hắn ngồi xuống, hỏi. Ngươi sao lại có thời gian ở chỗ ta, không đi đại lý tử. Bây giờ bản án của tư tướng đến giờ, nếu không có biến cố khác, coi như đại cục đã định. Tiêu hoài cần trong tay chứng cứ một cái tiếp một cái đưa ra. Các quan viên từng bị đảng từ chèn ép cũng liên tục nắm cơ hội này. Tàn giã, từ xưa đến nay đều là như vậy. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu được việc nhiễm sóc đổ thêm dầu vào lửa. Nhi thần hôm nay đã đi qua. Nhiễm sóc nghĩ. Những ngày này, nhi thần vì bản án của tử tướng mà xuất lực, nhưng trong cung thấy tiêu đô đốc, hắn cũng không hiện ra tâm ý thân cận. Hắn không hiểu, tiêu hoài cần có chấp nhận chuyện của hắn hay không? Lan Quý Phi cười. Hắn không để ý tới ngươi, mới là đúng. Ý mẫu Phi là, ngươi quan tâm bản án của tử kính phủ, vốn là vì thân phận hoàng tử đại ngụy quan tâm triều sự, nếu ngươi đi quá gần lại quá tận lực nhi thần không phải không biết nhiễm sóc ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng nhưng thái tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ phụ hoàng bây giờ thân thể không tốt nhi thần nghe nói có ngự sử đã thượng tố phụ hoàng sớm lập người kế vị mẫu phi người biết phụ hoàng tính cách nhiễm sóc tự giễu cười nếu không có việc khác tất nhiên sẽ lập thái tử làm người kế vị như mẫu phi đã nói một khi thái tử lên ngôi đừng nói nhi thần và mẫu phi chỉ sợ cả ngũ đệ cũng không còn sống sót. Hơn nữa, trong mắt hắn lo lắng sâu đậm. Lúc này ô thác giá tâm không gió, lúc nào cũng có thể tiến công đại ngụy. Tới lúc đó, nếu thách tử lên ngôi, mẫu phi cho rằng thái tử sẽ chống lại ô thác sao. Chỉ vì kéo tiêu hoài cần xuống, hắn cũng sẽ không nói ra một chữ chiến. Lan quý phi lặng lặng chờ hắn nói xong, nhiễm sóc nhìn phụ nhân. Mẫu phi cảm thấy nhi thần nói không đúng, ngươi nói rất đúng. Lan quý phi cười, hôm nay ta thấy phụ hoàng ngươi phụ hoàng đã tỏ ý muốn mô phỏng chiếu thư truyền ngôi nhiễm sóc trong lòng hơi động có chút kích động hỏi rốt cuộc thật ra phụ hoàng ngươi quyết định truyền ngôi cho ai cũng không quan trọng lan quý phi nói trên đời này một tấm thánh chỉ đôi khi cũng không quyết định được gì nhiễm sóc dân tâm quan trọng hơn quyền lực ngươi chưa từng quang minh chính đại tham dự triều sự ẩn sau thái tử đó là nhược điểm của ngươi cũng là sở trường của ngươi Ngươi hiện tại trong lòng sốt ruột, chỉ sợ nghiễm duyên càng sốt ruột hơn, còn có những người ô thác. Tiêu hoài cần có nguyện ý thân cận, ủng hộ ngươi hay không, bây giờ nói điều này không có ý nghĩa gì. Nếu hắn không có tâm tranh quyền đoạt lợi, sớm muộn hắn cũng sẽ là người của ngươi. Nhiễm sóc hỏi. Vì thái tử, đúng. Trong mắt Lan Quý Phi hiện lên một tia thương xót. Nghiễm duyên bào ngược vô đảo, người như tiêu hoài cần nhất định không muốn giúp hắn. Đại ngụy, đã không còn ai. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 243, trò giỏi hơn thầy. Trong ngục tù, từ kính phủ ngồi im lặng, lúc mới vào tù, các cai ngục đối với hắn rất cung kính, không dám thất lễ chút nào. Mặc dù trong lòng kinh ngạc trước quyết định nhanh chóng của tiêu hoài cẩn, nhưng hắn không hề vội vàng. Sở chiêu vẫn còn ở bên ngoài, huống chi văn tuyên đế có tính tình ôn hòa, không bao lâu nữa, không nói là có thể ra ngoài an toàn, chí ít cũng có thể từ từ xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, gần đây thái độ của các cai ngục đối với hắn dần thay đổi. Từ kính phủ là người thế nào, đã lăn lộn trong triều đình nhiều năm, đôi khi chỉ cần nhìn ánh mắt của người khác, hắn có thể nhận ra tình huống thay đổi. Những ngày này không có ai đến thăm hắn, nên hắn không biết được tình hình bên ngoài. Từ kính phủ bản thân không lo lắng, chỉ không biết hiện tại Từ Phinh Đình và Từ phu nhân ra sao. Từ khi sinh ra, Từ Phinh Đình đã được nuông chiều, chưa từng trải qua khó khăn gì bây giờ không biết văn tuyên đế sẽ xử lý các nàng thế nào. Mặt từ kính phủ không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng. Thái tử nhiễm duyên không đủ khả năng gánh vác trọng trách, trước đây lại có xung đột với hắn vì chuyện của người ô thác, hiện tại chắc cũng không dám lên tiếng. Nghĩ đến đây, từ kính phủ âm thầm khinh thường, nếu không phải vì hiện tại trong chiều không có người, hắn sẽ không bao giờ ủng hộ kẻ ngu ngốc như nhiễm duyên. Nhưng đã lâu như vậy rồi, sở chiêu bên kia chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra cách? hay là sở chiêu cũng đang gặp rắc rối? từ kính phủ cảm thấy lo lắng. thời gian chờ đợi trong tù càng lâu càng không tốt. hắn không biết tiêu giáp đã tiến hành đến đâu và văn tuyên đế mặc dù nhân từ nhưng cũng là một đế vương. khi hắn không có ở đây, các thần tử sẽ dạy đế vương cách làm thế nào. sẽ luôn có người muốn lôi hắn xuống nước. hắn nhất định phải nghĩ ra cách khác. nhưng việc cấp bách trước mắt là phải gặp được ai đó từ kính phủ đang suy nghĩ cảm thấy hoa mắt dường như thấy có người lóe lên từ góc tối của nhà tù nhìn kỹ lại không có gì cả bên ngoài tuyết đang rơi các cai ngục ngồi xổm ở cửa nhà tù uống rượu hơi men tạm thời xua đi cái lạnh tiếng cười nói dần dần nhỏ lại trên tường ngọn đuốc cháy âm thầm phát ra ánh lửa yếu ớt trong ngọn lửa nghe lách tách nhỏ giống như đang đốt cháy tạp vật dần dần âm thanh này trở nên mơ hồ rồi sau đó không biết từ lúc nào một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ bầu trời đêm. Lấy nước, lấy nước, trong tù cần lấy nước, nhanh lên, tranh thủ thời gian dập lửa. Khói làm ngứa cổ họng, lửa lớn bốc lên trong chốc lát, ồn ào, tiếng lấy chậu nước dập lửa, tiếng người la hét, kèm theo âm thanh đao kiếm đánh nhau. Có ai không, có người cướp ngục, từ tướng bị cướp đi. Xe ngựa không biết đã dừng lại lúc nào, từ kính phủ bị đẩy vào một biệt viện, nơi này giống như một trang trại hoang vắng, bốn phía không thấy biệt thự nào, vừa vào đến nơi, từ kính phủ liền ho khan. Tuổi tác của hắn đã lớn, không chịu nổi hành hạ như thế, dâu đều bị lửa cháy rụng một nửa, y phục cháy đen, trông vô cùng khốn khổ. Trong phòng không có ai khác, trên bàn bầy nước trà và thức ăn, nhìn cũng tinh tế, nhưng hắn không động đến. Luôn luôn cẩn thận một chút thì tốt hơn, hắn đã hỏi người bên cạnh, rốt cuộc là ai đã cứu hắn ra khỏi ngục, nhưng không ai trả lời. Từ kính phủ cũng cảm thấy bất an ngồi một lát nghe thấy tiếng động bên cửa có người đi vào Từ kính phủ ngẩng đầu lên thấy người mặc trường sa màu xanh nhạt ôn hòa như lan nhìn hắn nhẹ giọng gọi lão sư tử lan Từ kính phủ vui mừng nhưng sau đó cau mày chuyện gì đây sở tử lan đóng cửa lại lão sư không biết tiêu hoài cẩn đã tìm được nhân chứng của vụ án minh thủy Từ kính phủ giật mình nhưng không quá bất ngờ người khác luôn tìm kiếm tung tích của anh em họ la, dù đã có manh mối, nhưng đột nhiên biến mất, lúc đó từ kính phủ đã nghi ngờ tiêu giác nhúng tay vào. Chỉ là tiêu giác làm việc rất kín đáo, hắn không thể nắm bắt được. Bây giờ hắn vì chuyện của hòa như phi mà vào ngục, tiêu hoài cần tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Vụ án minh thủy, tiêu giác chưa bao giờ quên, sớm muộn cũng bị lật lại để phúc thẩm. Chỉ có nhân chứng thôi, chưa đủ để định tội. Sở tử lan thở dài số lượng triều thần bỏ đá xuống giếng không ít. Từ kính phủ chỉ cười lạnh, ở vị trí này nhiều năm, hắn đương nhiên biết, đôi khi thắng thua chỉ trong chớp mắt. Ngày xưa hắn chèn ép tiêu trọng vũ và bộ hạ cũ của ông ta, cũng là nhân cơ hội vụ án minh thủy. Phong thủy xoay chuyển, giờ đây hắn gặp rủi ro, đối thủ đương nhiên sẽ không nhân từ. Ý ngươi là, nghĩ rằng từ ra không thể lật lại được. Từ kính phủ nhìn sở chiêu, giọng mang chút không vui. Ta ở trong ngục, Ngươi nghĩ ra biện pháp này là cướp ngục khi có hỏa hoạn. Nói đến đây, từ Kính Phủ tức giận. Ngươi có biết hành động này sẽ làm Hoàng thượng càng thêm thiên vị tiêu hoài cần, ngươi căn bản không giúp đỡ gì cả. Lão sư. Sở Tử Lan đứng bên cạnh lắc đầu nói. Học trò cũng không còn cách nào khác. Từ Kính Phủ hít một hơi thật sâu. Ngươi trước giờ thông minh, sao lần này lại chọn biện pháp ngu ngốc như vậy? Ngươi cướp ta ra khỏi ngục để làm gì? Để bảo vệ mạng ta? Mạng bảo vệ được? Nhưng từ gia giữ không được, còn Phinh Đình và phu nhân. Ngươi. Hắn càng nghĩ càng khó thở, nhưng hôm nay không thể tự quay lại, nếu cứ như vậy ở lại, bên ngoài sẽ nói hắn từ kính phủ chạy án. Lão sư, Sở Tử Lan ôn tồn nói, dù không cướp ngục, từ gia cũng không gánh nổi, Tiêu Hoài cần sẽ không cho từ gia cơ hội xoay chuyển, tứ hoàng tử bây giờ cũng đã ra tay. Nhưng ngươi đi một bước sai lầm, ngươi có thể bảo vệ ta một lúc, nhưng không thể bảo vệ cả đời sau. Từ kính phủ tức giận nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mắt. Ngươi làm việc luôn ổn thỏa, ta luôn yên tâm về ngươi, nhưng lần này... Lời hắn đột nhiên im bặt. Người trước mắt là người sắp trở thành con rể hắn, là học trò, là người hắn nhìn lớn lên, luôn ở bên cạnh mình, đọc sách và làm quan. Hắn thông minh, tính tình ôn hòa, biết lễ, là người có tài học thật sự. Trong lòng từ kính phủ, hắn rất đánh giá cao người này, không có con trai, nên xem sở chiêu như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Trong phòng yên lặng một lúc. Người cố ý. Từ kính phủ chậm rãi hỏi, ánh mắt như rắn độc. Sở chiêu mỉm cười. Lão sư, đã đến mức này, chỉ có làm như vậy mới là tốt nhất. Tay từ kính phủ run rẩy. Ta biết lão sư không cam lòng, vẫn nghĩ đến việc ngóc đầu trở lại, nhưng lão sư ở trong lao, không biết tình thế bên ngoài đã thay đổi. Giọng sở chiêu vẫn ôn hòa, không nhanh không chậm tiếp tục nói học trò đã gặp Thái tử Điện Hạ, đây cũng là ý của Thái tử Điện Hạ. Nghiễm duyên tên ngu ngốc đó. Từ kính phủ cười lạnh. Làm sao có thể nghĩ ra việc bỏ xe giữ tướng này, ta nghĩ là ngươi. Hắn nhìn chằm chằm sở chiêu. Là ngươi đề nghị phải không, tốt lắm sở tử lan, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy, mà ta không nhận ra mình nuôi một con rắn độc. Đó không phải là do ta học từ lão sư sao. Sở chiêu không tức giận, giọng nói bình thản. Là lão sư dạy rất tốt, từ kính phủ trải qua nhiều năm trong quan trường, lần đầu tiên cảm thấy bị người tức giận đến hộp máu. Năm đó khi cùng tiêu trọng vũ đấu tranh, cũng không tức giận như giờ. Ý của sở chiêu, từ kính phủ đã hiểu rồi. Chỉ sợ việc cướp mục là giả, muốn tạo thành mình cùng người trong bóng tối cấu kết chạy án là thật. Sau đó học trò này xuất thủ, quân pháp bất vị thân, hiển nhiên sở chiêu trung quân ái quốc, rửa sạch mọi liên kết với bản thân, lại trừ đi cái họa lớn trong lòng này, trong tay từ kính phủ, còn nhiều chứng cứ đủ để hủy diệt Sở Chiêu. Quan trọng hơn là, từ kính phủ vừa chết, những người từ đảng trước kia cầu che chở, nếu Sở Chiêu thoát được vụ án này, nhân mạch của hắn trước kia tất cả đều thuộc về Sở Chiêu. Hắn không có con trai, nên nhìn chúng tính tình và tài hoa của Sở Chiêu, muốn bồi dưỡng hắn thành người trong gia đình, không ngờ Sở Chiêu giấu quá sâu, như là ăn tận gốc. Từ kính phủ bỗng dưng cảm thấy buồn nôn. "Sở Tử Lan." Từ kính phủ gọi tên Sở Chiêu ta đối đãi ngươi không có nửa điểm sai trái, lúc trước nếu không phải ta cứu, ngươi đã chết ở phủ thạch tấn bá không biết chỗ nào. Nhiều năm như vậy, ta che chở ngươi, giúp ngươi làm quan, an bài tất cả tốt đẹp cho ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngươi. Kẻ quên gốc phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, quên gốc phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Sở chiêu cười, nhìn từ kính phủ, giọng ấm áp mở lời. Lão sư đối với học trò rất tốt, nhưng cái tốt đó rốt cuộc chứa bao nhiêu phần tình cảm thật, bao nhiêu phần lợi dụng, lão sư tự biết rõ. Không cần nói quá chân thành, nếu nói lâu, chính ta cũng sẽ tin. Năm đó tại từ phủ, từ kính phủ đưa hắn một đôi giày, cứu sở chiêu từ tay sở phu nhân. Từ đó về sau, chỉ ít bên ngoài, ba vị đích huynh và sở phu nhân không dám làm càn, và hắn có thể bảo toàn tính mạng. Có một thời gian như vậy, sở chiêu thật sự rất cảm kích từ kính phủ. Đến khi hắn dần lớn lên, được từ kính phủ an bài làm quan, xem ra cũng là chuyện tốt, lão sư tận tâm an bài tiền đồ cho học trò, trên đời này không có mấy người làm được. Nhưng ngày đầu tiên làm quan, hắn liền thực sự trở thành con cờ của từ kính phủ. Môn sinh của từ kính phủ trải rộng đại ngụy, mỗi môn sinh làm quan cũng là con cờ của hắn, sở chiêu cũng không khác gì. Hắn thay từ kính phủ giết người, oan án, lôi kéo nhân tâm. Chuyện gì cũng làm, từ kính phủ đứng sau, hắn đối diện người khác, trở thành bia ngắm, luôn gặp nhiều mũi tên ám. Có lần, hắn vô tình nghe được từ kính phủ nói chuyện với thuộc hạ. Sở tứ công tử lần này đi dự tiệc, e rằng có nguy hiểm. Đại nhân nếu không, người trẻ tuổi cần phải trưởng thành trong nguy hiểm. Lão sư hắn mỉm cười nói. Nếu ngay cả mạng cũng không dám bỏ ra, ta nuôi hắn lâu như vậy, còn có ý nghĩa gì? Sau đó sở chiêu hiểu ra, hắn chỉ là con chó mà từ kính phủ nuôi. Từ kính phủ muốn hắn cắn ai, Hắn cắn người đó. Người bị cắn hận chó, chứ không phải người nuôi chó. Chẳng lẽ từ kính phủ không biết đi tế dương sẽ nguy hiểm sao? Đương nhiên biết rõ, khi hắn ở nhuận đô, từ kính phủ vẫn đề phòng hắn. Khi từ phinh đình thích hắn, từ kính phủ liền có thể phối hợp sắp xếp hôn nhân cho hắn. Sở chiêu hiểu rõ, nếu một ngày nào đó từ phinh đình không thích hắn, thậm chí ghét hắn, từ kính phủ sẽ không do dự mà vứt bỏ hắn. Người đóng vai ân sư ta đóng vai học trò, đóng vai lâu, lão sư cũng quên, năm đó vì sao lại chọn ta làm học trò. Từ kính phủ nhìn chằm chằm hắn, giận dữ nói. Là bởi vì ta thấy ngươi đáng thương, thật sự như vậy sao? Người trẻ tuổi cười. Chẳng lẽ lão sư không phải thấy ta không có gì, dễ khống chế, nên mới thu ta làm học trò. Một người trong nhà bị mẹ kế và anh cả ức hiếp, chẳng biết lúc nào sẽ mất mạng, một người không có gì, không có gì để dựa vào, khi nhận được ân huệ, sẽ trả lại gấp trăm lần, khi có cơ hội, sẽ liều mạng trèo lên. Rất thích hợp làm một con cờ, cũng rất thích hợp bị người lợi dụng, vì căn bản không có lựa chọn khác. Cái vẻ hiền lành, ôn hòa của lão sư, chỉ là giả tượng ngụy trang, tính toán và mưu đồ giấu trong đôi giày mềm mại, chỉ chờ thời gian trôi qua, cái đinh từ giày từ từ xuất hiện, đâm vào người máu tươi chảy dòng. Nhưng lúc đó, chẳng lẽ hắn không có tính toán sao? Biết rõ muốn đi dự tiệc tại phủ tư tướng, biết rõ sở phu nhân may áo mỏng như giấy cho hắn, nhưng hắn vẫn mặc quần áo đó đi. Sở lâm phong dẫn hắn đi xã giao, không tìm được khe hở để thay giày, ít nhất là rút cái đinh ra sao. Từ phủ lớn như vậy, sao hết lần này đến lần khác lại gặp được từ kính phủ. Hắn là đứa trẻ lớn lên trong thanh lâu, đã thấy các nữ nhân dùng mọi cách để được nam nhân yêu ái, thương yêu là bản năng của cường giả, lợi dụng lòng thương hại của người khác, đó là những năm hắn học được bản lĩnh tự vệ mỗi cơ hội đều kiếm không dễ, mỗi cơ hội đều phải nắm chặt. Hắn nắm lấy, cuối cùng thay đổi vận mệnh của mình, dù con đường này không sáng sủa, nhưng ít nhất giúp hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy. Từ kính phủ lợi dụng hắn, hắn cũng lợi dụng từ kính phủ, nói đến cùng, hắn và từ kính phủ từ đầu đã là cùng một loại người. Chỉ là đáng tiếc đôi giày đó, hắn tiếc núi nghĩ, đã từng ấm áp cho hắn nhiều năm. Trong phòng, ánh đèn chập chờn, bên ngoài gió thổi mạnh, cửa sổ ngăn gió, như quỷ quái kêu gào. Ánh nên ấm áp, nhưng dường như chỉ làm cho phòng thêm lạnh. Từ kính phủ nhìn hắn, nhìn một lúc, đột nhiên cười nhẹ, nói. Sở tử lan, tốt lắm, ngươi thật sự lợi hại, lão sư. Sở tử lan nhìn hắn, ánh mắt vẫn ôn nhu. Giống như ngươi, ngươi thương hại ta là thật, muốn lợi dụng ta cũng là thật, ta cảm kích ngươi là thật, muốn giết ngươi cũng là thật. Hắn lùi một bước, hình dáng trong ánh đèn hoàn toàn rõ ràng, là một gương mặt nhu hòa, tuấn tú không dính khói lửa trần gian, nhưng như đã trải qua mọi tội ác trong thế tục, mang theo một loại thương hại lạnh lùng. Học trò tính toán thủ đoạn, tất cả đều học từ lão sư. Chỉ là, cho giỏi hơn thầy thôi. Tốt một cái trò giỏi hơn thầy. Từ Kính phủ cười lớn, nhưng nụ cười này thê lương, hắn hỏi. Bên ngoài đều là người của ngươi, ngươi định khi nào giết ta? Sở Chiêu không nói gì. Sự quyết đoán tuyệt tình này không hổ là học trò của từ kính phủ. Hắn đột nhiên mở miệng. Còn Phinh Đình, ngươi định làm gì nàng? Vị lão thần đã trải qua cả đời tàn bạo trong quan trường, lúc này lộ ra một phần yếu ớt của lão, hắn nhìn sở chiêu, ánh mắt có chút cầu khẩn. Nàng thật tâm thích ngươi, nếu ngươi còn có nửa phần lương chi, đừng làm tổn thương nàng. Ta sẽ không làm tổn thương nàng. Sau một lúc lâu, sở chiêu mới mở miệng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời. Trong phòng đèn đuốc sáng rực, bên ngoài có tiếng người truyền đến. Tứ công tử, truy binh sắp tới. Sở chiêu nhìn từ kính phủ. Từ kính phủ lặng lẽ nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự không cam lòng, vẫn nộ và oán hận, cuối cùng đắm chìm trong sự bất lực. Hắn đã già, khi ở trận chiến Minh Thủy, đối phó với tiêu trọng vũ, đáng lẽ hắn nên ngờ rằng sẽ có ngày như thế này. Sở chiêu quỳ xuống trước mặt từ kính phủ, cúi đầu thực hiện một đại lễ. Hội học sinh sẽ kế thừa di trí của thầy, mong thầy lên đường bình an. Hắn đứng lên, không quay đầu lại và ra cửa. Một vài thị vệ xông vào, trong phòng vang lên tiếng bàn ghế đổ, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Sở chiều đứng yên, gió thổi tung vạt áo, làm lộ rõ dáng vẻ gầy gò của hắn, như thể chỉ một khắc nữa sẽ bay theo gió. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại nhiều năm trước, khoảng lúc hắn 11, 12 tuổi, đến quý phủ từ kính phủ Trúc Thọ. Các học sinh của từ kính phủ đều lớn tuổi hơn hắn, nhiều người đã làm quan, tặng quà là vàng bạc châu báu. Chỉ mình hắn, sau khi do dự lâu, cuối cùng thẹn thùng lấy ra một bức họa từ sau lưng. Bức tranh đó vẽ một cây tùng, hắn đã dành mấy ngày đêm để vẽ rất nghiêm túc. Hắn không có tiền, không muốn xin sở lâm phong, sau khi suy nghĩ lâu, đây là thứ duy nhất hắn có thể tặng. Hà cốt tùng cân, thương tùng thúy bách, lúc đó, hắn thực sự nghĩ như vậy. Chỉ là, đó đã là chuyện từ rất lâu trước, không bao lâu sau, Hai thị vệ từ bên trong đi ra, một người với đao bên hông đã nhuộm đỏ máu, máu nhỏ từng giọt xuống tuyết, trông như những bông hoa mai nở. Sở Chiêu nhận đao từ tay hắn, đao nặng chiếu, người đàn ông mang theo cũng cảm thấy nặng nề, không hiểu cô gái gầy yếu nhỏ bé kia làm sao có thể vung đao dễ dàng như vậy. Hắn nhìn đao, xoay ngược tay nắm chặt chuôi đao, đột nhiên đâm vào ngực mình. Phốc phốc, mũi đao chui vào da thịt, cảm giác đau rõ ràng truyền đến như đánh thức hắn khỏi sự ngơ ngác vừa rồi thị vệ bên cạnh kinh hãi tứ công tử hắn cố hết sức vung tay áo rút đao ra một lần nữa ném xuống đất một tay bịt vết thương máu lập tức nhuộm đỏ bàn tay và áo bào sau một khắc âm thanh binh mã bên ngoài đột nhiên vang lên hắn bước về phía trước hai bước cuối cùng không còn sức lực lập tức quỳ ngã xuống tứ công tử tứ công tử cuối cùng hắn thấy ánh sáng từ những bó đuốc và một số lượng lớn binh mã xông đến. chương 244, Giả hội Từ kính phủ vượt ngục ban đêm, chạy trốn đến nông trường hoang dã ngoài thành, bị học sinh khác là Sở Tử Lan và nhóm người đuổi theo. Quân Pháp không nể tình, Sở Tử Lan trong cuộc chiến với thầy giáo đã bị thương nặng, giờ nằm trên giường bệnh không biết sống chết ra sao. Chỉ trong một đêm, tình hình ở Sóc Kinh đã thay đổi hoàn toàn. Từ kính phủ chạy trốn đã xác nhận sự thông đồng với địch và tội phản quốc liên quan đến vụ án mưu hại đại thần triều đình tại Minh Thủy. Đại lý tự xử án nhanh chóng, toàn bộ gia đình từ kính phủ bị truy bắt. Điều duy nhất khiến người ta bất ngờ là sở tứ công tử, con của Thạch Tấn Bá. Có người mắng hắn là vô đảo, vì từ kính phủ đối xử tốt với hắn, nhưng hắn lại giúp đỡ người khác đối phó với thầy của mình. Cũng có người nói hắn rõ ràng, vì lòng trung thành với quân đội quan trọng hơn lòng chung với thầy. Nhưng hiện tại, hắn nằm trên giường bệnh, không biết khi nào tỉnh lại, điều này khiến nhiều người thổn thức. Nghe nói Từ Kính Phủ đã dùng dao đâm xuyên qua ngực hắn, không rõ liệu hắn có sống sót hay không. Bên trong Tiêu phủ, Tiêu Cảnh và Tiêu Giác đứng cạnh nhau. Tiêu Giác rất ít khi đi dâng hương cùng Tiêu Cảnh, hầu hết thời gian hắn đều đi một mình. Hai ngày trước, vào ban đêm, Bạch Mộ Vi cảm thấy khó chịu, mời đại phu đến khám mới biết đã mang thai. Năm đó, khi Bạch Mộ Vi vừa đến tiêu gia được nửa năm, tiêu trọng Vũ gặp chuyện, không lâu sau tiêu phu nhân cũng qua đời. Khi đó, từ kính phủ gây áp lực lớn, cả tiêu gia tràn ngập nguy hiểm. Bạch Mộ Vi vừa mang thai không lâu, phải làm việc mệt nhọc, dẫn đến xảy thai và để lại mầm bệnh, những năm qua luôn phải điều dưỡng thân thể. Không ngờ rằng khi bản án của từ kính phủ vừa kết thúc, Bạch Mộ Vi lại có tin vui. Không biết có phải là sự sắp đặt từ cõi vô hình hay không? Tiêu cảnh nhìn về phía bàn thờ, thở dài và nói. Bảy năm trôi qua, cuối cùng cũng có thể buông xuống một mối lo. Những năm qua, không ai nhắc đến nhiều, nhưng trận chiến tại Minh Thủy, cả tiêu giác và tiêu cảnh đều không quên. Những năm qua ngươi đã vất vả rồi. Tiêu cảnh cười nhìn tiêu giác, trong nụ cười có chút áy náy. Gánh nặng của tiêu gia đều đặt lên vai ngươi, sóc kinh đều nhờ đại ca quản lý. Tiêu giác nhẹ nhàng nói. Không phải chỉ mình ta vất vả, Ngươi chỉ mạnh miệng thôi. Tiêu cảnh lắc đầu cười. Dù ta là đại ca ngươi, nhưng dường như chưa từng làm gì cho ngươi. Ngươi cũng chưa từng sống cho chính mình. Ánh mắt hắn rơi vào làn khói nhẹ đang bay lên. Bây giờ, ngươi có thể tạm dừng lại một chút. Dù là từ nhỏ bị đưa lên núi, sau này vào hiền xương quán, hay cuối cùng tiếp quản binh lực Nam Phủ, tất cả đều là sống vì tiêu gia. Đôi khi tiêu cảnh cảm thấy, hắn không hiểu rõ đệ đệ mình thực sự muốn gì, có lẽ vì chưa bao giờ có ai hỏi hắn điều đó. Khi nhớ ra muốn hỏi, Tiêu Giác đã lớn, đã quen dần mọi chuyện xuống đáy lòng. Là đại ca, dù có cố gắng thế nào, hắn cũng không thể đi vào lòng Tiêu Giác. Cũng may, nếu có một người khác có thể đi vào lòng Tiêu Giác, cũng không tệ. Sau vụ án của Từ gia, cũng nên suy nghĩ về chuyện của ngươi." Tiêu Cảnh nói, "Chuyện của ta, ngươi đừng quên việc hôn nhân của mình, bây giờ đó là đại sự của Tiêu gia." Tẩu tử ngươi đang có bầu, ta sẽ thay nàng lo liệu chuyện này. Tiêu giác hơi ngạc nhiên. Không cần, ta tự mình lo liệu là được. Dư đảng của từ kính phủ còn ngang ngược, ngươi sợ không có thời gian tự mình thu xếp. Tiêu cảnh cười nói. Ngươi yên tâm, ta có kinh nghiệm, sẽ không sai sót. Năm đó ta tự mình lo liệu việc thành thân với tẩu tử ngươi, cuối cùng cũng không tệ lắm. Năm đó, tiêu phu nhân không đồng ý cho tiêu cảnh cưới một. Môn không đăng hộ không đối. Thứ nữ nhưng tiêu cảnh lại kiên quyết, dưới cơn giận bà mặc kệ. Từ chuyện lớn như tân phòng xính lễ, đến chuyện nhỏ như thiệp cưới bánh ngọt, đều do tiêu cảnh tự mình lo liệu. Nghe vậy, tiêu giác nhớ lại năm đó, tiêu cảnh vừa vội vàng vừa cẩn thận đứng chọn lụa trang, tự mình chọn lựa hỉ phục vài vóc, không nhịn được cúi đầu cười. Tiêu cảnh nhìn tiêu giác cười, cũng cười theo, xúc động nói. Khi ta và tẩu tử ngươi thành thân, ta đã nghĩ khi nào có thể thấy ngươi thành thân, không biết người sau này muốn cưới cô nương thế nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn dừng một chút, Hòa cô nương thật sự rất tốt." Im lặng một lúc, Tiêu Giác nhẹ nhàng nói, "Ta cũng thấy nàng rất tốt." Hoài Cẩn, Tiêu Cảnh đứng cạnh Tiêu Giác, "Ngươi phải biết quý trọng." Trong phủ sở, Sở Chiêu sau 7 ngày hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại. Việc đầu tiên hắn làm khi tỉnh lại là không màng vết thương chưa lành, kéo thân thể bệnh tật vào cung, gặp hoàng đế. Ban đầu mọi người tưởng rằng hắn theo quân pháp không nể tình, muốn tuyệt đường sở ra, nhưng không ngờ mục tiêu tiến cung của hắn là để nói về hôn ước giữa hắn và từ phinh đình. Theo thời gian, từ phinh đình lẽ ra nên vào phủ sở, đã xuất giá, không còn là người của từ gia, cầu xin văn tuyên đế nể tình công lao của từ kính phủ mà tha cho từ phinh đình một mạng. Có tình có nghĩa, lại phân biệt rõ đúng sai, một người trẻ như vậy rất được yêu mến. Huống chi sở chiêu còn bệnh, sắc mặt tái nhợt bướng bỉnh khiến văn tuyên đế nhớ đến tiêu hoài cần nhiều năm trước lòng mềm nhũn đồng ý thỉnh cầu của sở chiêu nhưng từ kính phủ phạm tội ác tay trời từ phinh đình dù miễn tội chết nhưng tội sống khó tha trở thành con gái của tội thần không thể làm thiếu phu nhân của thạch tấn bá cùng lắm chỉ làm thiếp thất khi từ phinh đình được đưa đến sở gia nàng khóc không ngừng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi từ ra sụp đổ cha mẹ nàng đều đã chết những người từng thân thiết đều tránh mặt lúc này nàng chỉ còn có thể dựa vào sở chiêu từ Lan ca ca. Từ Phinh Đình vừa thấy sở chiêu, đã bắt lấy cánh tay hắn khóc ròng. Tại sao bây giờ ngươi mới đến cứu ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao họ lại đối xử với ta như vậy? Thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng trong một đêm từ trên mây rơi xuống bùn, ngoài sự kinh hoàng, còn là không thể tin rằng mọi thứ trước mắt đều là thật. Phinh Đình. Người đàn ông trước mặt nhìn nàng bằng ánh mắt vẫn ôn hòa. Ngày sau ngươi ở lại đây, ý gì vậy? Ta không thể về nhà sao? Từ Phinh Đình vội hỏi. Họ đều oan cho cha ta, Tử Lan ca ca, người nhất định có cách, người có cách đúng không? Sở Tử Lan chỉ im lặng nhìn nàng. Từ Phinh Đình từ từ buông tay sở chiêu ra, nàng lùi lại hai bước, trong mắt hiện lên sự bối rối, dường như nhớ lại một chuyện xưa, nàng hỏi. Tử Lan ca ca, trên đường ta nghe người ta nói. Họ nói ngươi theo quân pháp không nể tình, khi cha ta dẫn người trốn, người đã ngăn họ lại. Điều này không phải thật, họ nói dối đúng không? Sở chiêu thở dài. Là thật. Từ phinh đình cứng đờ, một lúc sau, nàng nức nở. Cha ta có phải ngươi giết không? Tại sao ngươi làm vậy? Cha ta đối với ngươi tốt như thế, ông ấy là thầy của ngươi mà. Gương mặt kiều diễm của thiếu nữ đẫm nước mắt, nàng thường nhếch mặt lên, hoặc là cười vui vẻ, hoặc là giận dữ, ít khi yếu đuối và chật vật như lúc này. Chính vào lúc này, nàng mới không giống như... Từ tướng thiên kim mà giống như một cô gái bình thường sở chiêu đi đến bên nàng lấy ra khăn tay lau nước mắt trên mặt nàng nếu trước đây hắn làm thế từ phinh đình chắc hẳn rất vui mừng nhưng bây giờ nàng trước mắt hắn dù vẫn giữ nét mặt hiền lành và kiên nhẫn như trước không hiểu sao nàng lại cảm thấy một lớp hàn ý nhẹ nhàng lan tỏa trên lưng ta đã hứa với thầy sẽ chăm sóc tốt cho người hắn chậm rãi thu khăn lại giọng nói không khác gì quá khứ nhưng lại như hoàn toàn khác biệt ta nhất định sẽ làm được. Phinh đình, đừng tùy hứng. Có những lời, ngày sau đừng nhắc lại. Hắn nhẹ nhàng nói. Ngoan một chút, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trong màn đêm bao phủ, Hòa Yến và Hòa Vân Sinh ngồi trong phòng nướng khoai lang ăn. Trong lò sưởi, hai củ khoai lang được chôn dưới lớp cho. Sau một thời gian, lớp cho được gỡ ra, khoai lang nướng chín đều, chưa lột vỏ đã ngửi thấy mùi thơm. Khi lột vỏ và nếm thử, cảm giác vừa ngọt vừa ấm, hương thơm khiến người ta hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Hỏa Yến nhặt một củ khoai lang lớn ném vào ngực Hòa Vân Sinh. Khoai lang quá nóng, Hòa Vân Sinh phải cầm đỡ một lúc mới dám ăn. Hòa Yến, ngươi ăn ít thôi. Hắn vừa ăn vừa nhắc nhở. Nghe nói tiêu đô đốc đặt người may áo cưới cho ngươi, dựa theo kích thước trước đây. Ngươi ăn nhiều thế này, nếu đến lúc đó váy không vừa, không kịp tìm áo mới, làm sao bây giờ? Hỏa Yến ném đầu một củ khoai lang về phía hắn, Hòa Vân Sinh cúi đầu tránh khỏi. Nàng nói, tỷ tỷ ngươi eo thon gọn, kiều diễm, sao có thể không vừa váy, lo lắng làm gì. Dù sao ta chưa thấy cô nương nào trước khi xuất giá ăn nhiều như ngươi. Hòa Vân Sinh thầm nghĩ, hắn thấy các tỷ muội hàng xóm trên con đường này khi xuất giá, thường phải nhịn đói từ vài tháng trước để ngày thành thân trông nhẹ nhàng đáng yêu. Chỉ có nhà mình, sợ thiếu một miếng ăn, không có chút nào giống muốn xuất giá. Cứ tiếp tục như vậy, Hòa Vân Sinh lo lắng nghĩ, đến khi về tiêu gia, người ta còn tưởng rằng nhà họ Hòa không cho Hòa Yến ăn no. Ngươi còn nhỏ, sao suy nghĩ nặng nề vậy? Hòa Yến thấm thía dậy bảo. Cha còn không nghĩ nhiều như ngươi. Hòa Vân Sinh có lẽ do phải lo việc gia đình sớm, đôi khi Hòa Yến cảm thấy hắn còn giống cha hơn Hòa Tuy. Ông cụ non, không bằng lúc nhỏ đáng yêu. Vụ án từ ra đã qua, tiêu đô đốc cũng không còn việc gì nữa. Hòa Vân Sinh bực bội nói sau này phải làm việc lớn không phải là cùng ngươi thành thân sao hỏa yến ngươi sao mà vô tâm vậy hòa vân sinh càng nghĩ càng giận ngươi không lo lắng chút nào sao khoai lang quá nóng hỏa yến thổi thổi rồi mới cắn một miếng mơ hồ trả lời không lo lắng hòa vân sinh không biết nói gì được thôi trong nhà này từ trên xuống dưới chỉ có mỗi hắn lo lắng hỏa yến nhìn hắn đầy tâm sự cười nói ngươi suy nghĩ nhiều làm gì còn một chút thời gian nữa mới thành thân, vân sinh à, ngươi còn nhỏ, không biết trên đời sự việc thay đổi trong nháy mắt, ngày mai sẽ thế nào, ai cũng không ngờ được, làm gì tự mình tăng thêm buồn giàu. Như từ ra, từng vinh quang biết bao, ai ngờ sẽ có ngày như vậy. Nghe vậy, hòa vân sinh cũng tỉnh táo lại, thở dài. Đúng vậy, ngày đó trong tiệc ăn mừng, ngươi và tiểu thư từ ra được hoàng thượng ban hôn, giờ ngươi gần ngày cưới, còn tiểu thư từ ra, đời này khó mà hoàn thành hôn nhân. Khi đó cả Sóc Kinh so sánh ngươi với tiểu thư Từ gia, nói nhà ta không bằng Từ gia, thật tức chết đi được, chỉ sợ bây giờ không ai dám nói lời đó nữa. Dù sao Từ gia đã sụp đổ, hơn nữa tội danh rất mờ ám. Hỏa Yến ngừng cắn khoai lang, thực ra, việc Sở Chiêu dẫn người, quân pháp bất vì thân, vượt ngoài dự tính của nàng, dù nghĩ thế nào cũng không đúng. Hỏa Yến nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy đây có lẽ là cái bẫy của Sở Chiêu, hắn đã dọn dẹp gọn gàng không để lại chứng cứ gì bề ngoài hắn chọn lòng chung với quân thay vì thầy nhưng thực chất hắn không tổn thất gì ngược lại đã chặt đứt liên hệ với từ kính phủ và tạm thời giành được sự tin tưởng của đế vương trừ việc phải nằm trên giường một thời gian nhưng việc bị thương này có thể lớn có thể nhỏ toàn do đại phu nói dù sao cũng không ai mang đại phu đến chứng thực hắn có thực sự nguy hiểm hay không hỏa yến không muốn nghĩ người khác quá xấu mỗi lần nghĩ đến đây nàng lại lướt qua không muốn nghĩ lại. được rồi, sở chiêu có liên quan gì đến nàng? sao lại lãng phí thời gian nghĩ về người không quan trọng? hòa vân sinh nói chuyện với nàng một lúc rồi đứng dậy rời đi. sau khi hòa vân sinh rời đi, hòa yến dọn sạch vỏ khoai lang trên đất, tắm sơ qua rồi mới lên giường. từ sau ngày hòa nhị phu nhân nhập táng, nàng chưa gặp lại tiêu giác. vụ án của từ tướng đến giờ đã có kết thúc, nhưng không có nghĩa là tất cả đều kết thúc. những người liên quan đến từ tướng những người bị liên lụy trong trận chiến minh thủy, không thể giải quyết trong một ngày hai ngày. Còn có vấn đề của thái tử, hỏa yến tâm tình nặng nề, thái tử không phải người kế vị tốt, nhưng nàng là thần tử, không có thực quyền, không thể chi phối quyết định của đế vương. Nàng nhìn về phía giường hẹp bên ngoài cửa sổ, sóc kinh trong thành, mưa gió nổi lên. Đang mải nghĩ, đột nhiên, một đường sáng lạnh bay nhanh về phía nàng, hỏa yến giật mình, vô ý đưa tay bắt được, vật đó sượt qua lòng bàn tay nàng, gây chảy xước. Hỏa Yến cúi xuống xem, thấy mình bắt được một cây sáo dài. Trên cây sáo cột một vật gì đó, Hỏa Yến giật mình, tháo ra xem xét, sắc mặt lập tức biến đổi. Đó là một nửa cây châm hoa ngọc lan, Hỏa Yến không lạ gì, đây là cây châm nàng tặng Hòa Tâm Ảnh. Từ lần cuối gặp Hòa Tâm Ảnh, Hỏa Yến luôn lo lắng cô nương này nản lòng mà tìm cái chết, thường nhờ xích ô gửi ít đồ qua ngụy ra. Đồ không nhiều, không quý giá, nhưng là tấm lòng thành của Hỏa Yến, có khi là trang sức, có khi là vải liệu. Nàng không giỏi chọn những thứ này cho nữ hài tử, nhưng mỗi lần chọn đều rất chân thành. Cây châm hoa ngọc lan này nàng mới nhờ xích hô đưa qua không lâu, nghe nói hòa tâm ảnh rất thích, lúc đó đã đội lên đầu. Tại sao lại ở đây? Trên cây châm còn buộc một tờ giấy, hòa yến mở ra xem, thấy ghi địa chỉ giống như tử lâu trà phường. Có người bắt hòa tâm ảnh để áp chế nàng, nhưng tử lâu trà phường này nằm ở khu náo nhiệt, gần đây không cấm đi lại ban đêm. nếu muốn động thủ, tại sao lại chọn nơi dễ bị chú ý như vậy? Hỏa yến suy nghĩ rất lâu, cuối cùng sự lo lắng cho hòa tâm ảnh chiếm ưu thế. nàng từ trong dương chọn một bộ nam trang thay đổi. hôm nay Ô không có ở đây từ khi vụ án của tử tướng kết thúc. Ô cũng bắt đầu bận rộn vào ban đêm. nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, thừa dịp bóng đêm lén ra cửa, trên đường đi hỏi thăm và tìm được địa chỉ ghi trên tờ giấy. quả nhiên đó là một phòng trà. Phòng trà này tu sửa thành dạng tiểu uyển, từ bên ngoài nhìn vào, giống như một chỗ dân trạch, cách đó không xa là phường thị, thỉnh thoảng có thành thủ tuần tra. Hỏa Yến suy nghĩ một chút, rồi nhấc chân đi vào. Bên ngoài tiểu uyển, có hai tiểu đồng mặc áo tơ trắng đứng đó, thấy Hỏa Yến, không hỏi gì, chỉ nói: "Cô nương mời vào." Giống như họ đã chờ nàng từ lâu. Hỏa Yến giật mình, nàng mặc nam trang, không dễ bị nhận ra, nhưng hai tiểu đồng này trực tiếp gọi nàng là cô nương chắc chắn không phải vì họ có mắt nhìn độc đáo mà vì người trong đó chờ nàng đã hiểu rõ hành vi của nàng rất sâu trong lòng hỏa yến mơ hồ đoán được một người nhưng nàng chưa thể xác định và không rõ đối phương vì sao làm vậy hai tiểu đồng dẫn hỏa yến vào tiểu huyền qua một hoa viên vào trong phòng trà phòng trà bên ngoài đường trong sảnh không có người không biết vốn dĩ quạnh quẽ hay đã bị đẩy ra họ dẫn nàng đến hành lang hành lang hai bên là những phòng trà nhỏ Hỏa Yến theo tiểu đồng đến gian cuối cùng. Tiểu đồng nói. Cô nương mời vào. Nói xong, hai người rời đi mà không để ý đến Hỏa Yến. Hỏa Yến đẩy cửa bước vào. Trong phòng trà, ánh sáng lay động, cả phòng thơm mùi trà, phía sau bàn dài, ngồi một nam tử tuấn tú, mặc váy dài trường bào, cười ôn nhã, nói khẽ. a à, Hòa, sở tứ công tử. Hỏa Yến nghe giọng mình. Ngươi có ý gì? Chỉ là cảm thấy đã lâu không gặp A Hòa, muốn trò chuyện cùng a hòa thôi hắn trả lời ấm áp không vì sự lạnh lùng của hòa yến mà tỏ ra không vui hòa yến giơ tay cho hắn thấy cây châm trong tay hòa tiểu thư ở đâu ngụy phủ hòa yến khẽ giật mình nhìn sở chiêu nghĩ ngợi rồi ném cây châm lên bàn ngồi đối diện hắn bình tĩnh nói ngươi gạt ta nếu không làm vậy sở chiêu nói a hòa làm sao chịu đến đập ta trước đây không để ý giờ nghe hắn gọi A à, Hòa. Hỏa Yến cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nàng dừng một chút, rồi hỏi. Vậy, sở tứ công tử gặp ta gấp gáp như vậy, cần làm gì? chương 245, ưa thích. Sở chiêu đẩy chén trà về phía Hòa Yến, cô chỉ nhìn thoáng qua chén trà rồi không động đẩy. Trước đây ở Tế Dương và Nhuận Đô, A Hòa và ta cũng coi là bạn bè, sau khi về sóc kinh lại trở nên xa lạ vậy. Sở chiêu cười nhẹ, Hỏa Yến nhìn anh, nghe nói tứ công tử bị thương nặng mấy ngày trước hiện tại đã ổn chưa cũng không nghiêm trọng sở chiêu cười nói nhưng nếu a hòa lo lắng cho ta ta rất vui hòa yến nhíu mày nhìn anh lời nói của sở chiêu nghe giống như đang chiêu chọc cô trước đây ở tế dương và nhuận đô cô chỉ coi anh như trò đùa không để tâm bây giờ cả hai đã được sắp xếp hôn sự riêng dù hôn nhân giữa từ phinh đình và anh không thể diễn ra như dự định mối quan hệ giữa họ vẫn còn khá phức tạp có phải anh muốn lợi dụng cô để đối phó với tiêu giác? Hỏa Yến tự hỏi, hiện tại, đám tàn dư của từ kính phủ vẫn chưa bị dọn hết, có khả năng sẽ theo sở chiêu. Như vậy, sở chiêu và tiêu giác vẫn là đối thủ. Nếu sở chiêu muốn mượn tay cô để đối phó tiêu giác, dùng Mỹ Nam kế sao, quả là một sự hy sinh quá lớn, thấy ánh mắt kỳ lạ của Hỏa Yến, sở chiêu sừng sốt một chút, sau đó như đọc được suy nghĩ của cô, lắc đầu cười nói a hòa lại nghĩ đi đâu vậy tứ công tử hòa yến nghiêm nghị nói anh lấy châm cài tóc của hòa tiểu thư từ đâu hứa đại nãi nãi sở chiêu nói ta thấy a hòa rất quan tâm hứa đại nãi nãi nên đã nhờ người lấy cây trâm của nàng hành động này không phải là hành vi quân tử nhưng ta chỉ muốn gặp a hòa a hòa thực sự rất quan tâm hứa đại nãi nãi chuyện giữa hai hòa gia và hứa gia căn nguyên cũng từ ta mà ra ta và hòa tiểu thư đã qua đời trùng tên trùng họ đó là duyên phận, quan tâm một chút cũng là điều nên làm. Hỏa Yến trả lời lưu loát, sở chiều uống một hớp trà, thở dài. Như vậy, ta thực sự rất ngưỡng mộ hòa tiểu thư đó. Ngưỡng mộ điều gì, ngưỡng mộ A hòa có thể quan tâm nàng một cách rõ ràng như vậy. Hỏa Yến, bây giờ cô hiểu rằng, sở chiêu đang rõ ràng chiêu chọc cô, hơn nữa còn không kiêng nể gì, rất công khai. Hỏa Yến cúi đầu nhìn tay mình, có phải cô đã lâu không biểu diễn công phu trước mặt người khác, khiến họ quên rằng nắm đấm của cô có thể đập vỡ đá. Tứ công tử, anh đến tìm ta, chắc không phải chỉ để nhắc đến chuyện này chứ. Hỏa Yến hỏi. Không ngại có gì thì nói thẳng. Sở chiêu cười nhẹ, thần sắc thay đổi trong chớp mắt. A à, Hòa bây giờ đối xử với ta như kẻ thù, là vì liên quan đến tiêu đô đốc sao. Hỏa Yến nhìn anh, không nói gì. Sắp đến năm mới. Sở chiêu nhìn cô, ánh mắt nhu hòa, dường như có chút yêu thương khó nhận thấy. Chẳng bao lâu nữa a hòa sẽ kết hôn với tiêu đô đốc tứ công tử muốn chúc mừng ta sao sở chiêu lắc đầu không ta muốn hỏi ngươi thật sự muốn kết hôn với tiêu đô đốc sao hòa yến đương nhiên có thể không kết hôn không hòa yến thật sự không hiểu tại sao không kết hôn bởi vì anh mỉm cười nhìn cô ta thích a hòa hòa yến trong kiếp trước khi còn là hòa nhị tiểu thư dù giao thiệp với nhiều nam tử nàng chưa từng bị ai thổ lộ ngay cả khi làm phô thê với hứa chi hằng, anh ta cũng chưa từng nói. Thích. Không ngờ sau khi trùng sinh, hoa đào nở rộ, bỏ qua phạm thành, từ mục di ở tế dương thành, đến tiêu giác và bây giờ là sở chiêu, đều làm hòa yến có chút nghi ngờ. Cô tiểu thư nhà họ hòa xinh đẹp nhưng chưa đến mức tuyệt sắc, làm sao mà hấp dẫn được nhiều người như vậy. Tiêu giác có duyên hai đời với nàng, còn Mục Di và Sở Chiêu, bọn họ chưa nói chuyện nhiều mà đã tỏ tình, liệu có quá tùy tiện không? Tứ công tử, lời này không thể tùy tiện nói. Hỏa Yến bình tĩnh lại, đáp một cách khách khí. Ta không hề nói đùa. Sở chiêu ôn tồn nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc. Từ lúc thấy A Hòa ở Lương Châu Vệ, ta đã thích A Hòa. Hỏa Yến không nhịn được mà nổi da gà. Cô nghĩ, mình vẫn chưa quen nghe người khác thẳng thắn thổ lộ tình cảm như vậy. Cảm ơn tứ công tử đã yêu mến, nhưng... Cô nói... Ta đã có người yêu rồi, là tiêu đô đốc, đúng. Hỏa Yến đáp ngay lập tức. A à, Hòa lúc nào cũng trực tiếp như vậy. Sở Chiêu vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút buồn bã, anh hỏi. Ngươi, vì sao thích tiêu đô đốc? Vì sao? Hòa Yến khẽ giật mình, cô chưa từng nghĩ thích một người cần lý do, thích là thích thôi, đâu cần vì sao. Nếu phải nói, có lẽ là vì tiêu giác quá tốt. Anh thấy cô muốn ăn quả sơn trà liền lén nhét vào túi cô, đổi rượu mạnh thành nước hoa tường vi ngọt ngào cho cô, biết cô yếu sức không cầm nổi đau liền chọn thầy dạy đau pháp dễ tính, thấy cô say sóng liền cho thuốc chống say sóng mà lừa là thuốc độc. Những điều như vậy, rất kỳ lạ là anh dường như chưa bao giờ được người khác đối xử ôn nhu, nhưng lại rất hiểu cách chăm sóc người khác một cách ôn nhu. Nghĩ một lúc, cô cười nói, "Ta trước đây không có nhiều duyên lành, người tốt với ta không nhiều, nên mỗi người tốt với ta, ta đều nhớ kỹ. Sau này, ta nhận ra, tất cả những điều tốt đó đều từ một người mà ra, làm sao ta không thích anh ấy được?" ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi." Sở Chiêu nhẹ nhàng nói, Hỏa Yến ngước mắt nhìn anh. "Sở tứ công tử, chúng ta không cùng đường." Cả phòng trà rơi vào im lặng, đôi mắt Sở Chiêu luôn mang sắc xanh nhạt, làm anh nhìn có phần ôn nhu hơn người khác, nhưng bây giờ, đôi mắt ấy như sắp vỡ vụn, yếu đuối khiến người khác đau lòng. "A à, Hoa, ngươi nói như vậy, ta rất đau lòng." Hoa Yến nói, "Xin lỗi, dù giữa người với người có mối quan hệ thân mật, nàng cũng không xử lý thuận lợi." nhưng khi liên quan đến Sở Chiêu, Hỏa Yến không hề do dự khi nói ra lời này. Sở Chiêu và nàng không cùng đường, đó là sự thật không thể phủ nhận. Vì mối quan hệ từ kiếp trước, nàng thích những người thẳng thắn hơn là những kẻ nói ba phần, giữ bảy phần, khiến người khác không thể nhìn thấu. Cuối cùng, là người trưởng thành, không muốn để không khí trở nên khó xử, Hỏa Yến cười nói. Hơn nữa, ta sắp thành thân, tứ công tử khẩn cầu hoàng thượng giữ mạng cho từ tiểu thư, nhất định là có tình cảm chân thành với nàng ấy. Tứ công tử không biết. Cô nhẹ nhàng nói. Ta là người hay ghen, nơi ta gả đi, sau này trong hậu viện chỉ có thể có mình ta, tiêu giác có thể lấy được ta, cũng phải trả giá đắt. Chuyện đó có gì đáng kể? Sở chiêu nhìn nàng nghiêm túc nói. Nếu A Hòa đồng ý gả cho ta, hậu viện của ta cũng chỉ có mình A Hòa. Ba. Chưa đợi Hòa Yến nói, một tiếng vang lớn bất ngờ vang lên, cửa phía sau bị đạp tung nói khoác mà không biết ngượng. Một người lạnh lùng cười nói, Hỏa Yến nhìn lại, thấy Tiêu Giác với sắc mặt tái xanh tiến đến. So với Sở Tử Lan, toàn thân anh mang theo khí lạnh của gió tuyết, nhưng thần sắc anh còn lạnh hơn cả gió tuyết. Hỏa Yến thầm nghĩ, nếu không phải cách đó không xa có quân phòng giữ thành, anh có thể muốn giết người. Tiêu Đô đốc đến thật nhanh. Sở Chiêu thở dài, đứng dậy, mỉm cười nói, "Chỉ thiếu chút nữa là thành công." Sắc mặt Hỏa Yến thay đổi, thiếu chút thiếu cái gì, lúc này mà cũng nói lời dễ gây hiểu lầm như vậy sao? Không có không có. Hỏa Yến vội vàng giải thích. Không thành công, từ đầu đã thất bại rồi, thật đấy. Tiêu giác không thèm nhìn cô, chỉ nhìn chăm chăm sờ tử lan, trong mắt lấp lóe sự sắc bén, thần sắc đầy châm trọng. Tiêu đô đốc, trước mặt cô nương, tốt nhất đừng quá hung dữ. Sở chiêu khẽ cười, lại nhìn về phía Hỏa Yến. Những lời hôm nay ta nói với A Hòa đều là thật lòng. Nếu A Hòa đổi ý, ta nhất định sẽ nghĩ cách cho A Hòa. Ta thực sự muốn cưới A Hòa làm thê. Câu nói cuối cùng, giọng anh như mật lâu ngày, là mê đắm tâm hồn người. Nhưng cái cảm giác mê đắm đó chưa kịp đến môi người, đã bị một kiếm chặt đứt. Bàn dài bị kiếm của ẩm tu chém vỡ, ấm trà và chén nhỏ trên bàn nát vụn, tiếng vang trong màn đêm nghe rõ mồn một. Tiêu giác thân hình thon dài thẳng tắp, ngón tay nắm kiếm ẩm tu trắng bệch, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy nội ý, nhàn nhạt nói bè lũ su nịnh hạng người, ngươi cũng xứng. Sở Chiêu cười nhìn anh, bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cách đó không xa là quân phòng giữ thành, hỏa Yến nhìn động tĩnh bên này mà lo lắng, sợ rằng nếu lớn thêm chút nữa sẽ dẫn người đến. Trước đây khi đấu kiếm trên Thiên Tinh đài, Tiêu Giác cầm kiếm ẩm thu làm phần thưởng đã có người mắng anh thấy sắc quên mình. Nếu hôm nay việc này lộ ra, chẳng phải sẽ thực sự làm nàng mang tiếng hồng nhan hỏa thủy? Trời có mắt rồi nàng chẳng làm gì mà lại bị đẩy vào tình cảnh này. Hỏa Yến quyết định nhanh chóng, nắm tay áo tiêu giác kéo ra ngoài, vừa quay đầu nói với sở chiêu. Hôm nay đã khuya, đừng nói nữa, sở tứ công tử, cáo tử. Sở chiêu cười nói. Được. Hỏa Yến kéo tiêu giác ra khỏi phòng trà, hai tiểu đồng áo tơ trắng không biết đã biến mất từ khi nào. Vừa ra khỏi tiểu huyền vài bước, tiêu giác bỗng dưng hất tay nàng ra, Hỏa Yến sững sờ. Anh đã đi về hướng khác. Không nghi ngờ gì nữa, anh lại tức giận. Nhưng lần này, Hỏa Yến hoàn toàn hiểu được. Sắp đến ngày thành thân, bị người ta đào góc tường ngay trước mặt. Nếu là nàng, nàng cũng sẽ khó chịu. Nhưng Hỏa Yến cũng rất ủy khuất. Cô đuổi theo hòa tâm ảnh đến đây, gặp sở chiêu, ban đầu tưởng rằng anh có chuyện muốn nói với cô. Hỏa Yến còn nghĩ có nên tận dụng cơ hội để lợi dụng lời anh không? Không ngờ sở chiêu lại thổ lộ một cách buồn nôn đến chóng váng, cô cũng không ngờ lại là kết quả này. Ai, được rồi, tóm lại tiêu nhị công từ lại tức giận, cô lại phải đi trước để dỗ anh ổn định lại. Tiêu giác, đi chậm chút, ta không đuổi kịp. Hỏa Yến gọi anh từ phía sau, nhưng lần này, tiêu giác không hề chậm bước như trước. Có vẻ anh đang rất tức giận, Hỏa Yến từ phía sau đuổi theo, chạy đến bên cạnh anh, quay người chặn lại và ôm anh. Dừng lại, đừng đi. Tiêu giác bị cô ôm chặt, nhất thời không đi được, cũng không nhìn cô, nhưng đầu nhìn về phía khác, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Ta giải thích với ngươi. Hỏa Yến liên tục nói. Chuyện hôm nay tuyệt đối là ngoài ý muốn. Hắn cầm cây châm của tâm ảnh đến tìm ta, ta tưởng tâm ảnh có chuyện mới đi gặp hắn, không ngờ chỉ là để nói chuyện. Ta tuyệt đối không có hẹn riêng với hắn lúc nửa đêm, tuyệt đối không có tư tình. Cô không nói câu cuối cùng còn tốt, vừa nói xong, không khí xung quanh lại lạnh thêm vài phần. Đừng tức giận, tức giận không tốt cho sức khỏe. Hỏa Yến đưa tay xoa ngực anh. Còn trẻ mà suốt ngày bực bội, cẩn thận sinh bệnh tiêu giác ngăn cô sờ loạn tay cao mày nói đừng đụng ta không được hỏa yến quấn lấy anh như kẻ vô lại trừ khi ngươi không tức giận tiêu giác hít một hơi thật sâu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng coi như hắn lừa ngươi biết gió bị lừa sao không rời đi ngay ta không rõ hắn muốn làm gì ta còn tưởng hắn có chuyện quan trọng muốn nói hỏa yến giải thích đã đến đêm khuya đến cũng đến rồi đến cũng đến rồi anh không thể tưởng tượng nổi nhìn Hỏa Yến. Đến cũng đến rồi, đương nhiên muốn hỏi cho rõ. Hỏa Yến hùng hồn nói. Ta sao biết hắn đến để... Khục, nói mấy chuyện không đâu. Nói xong, cô nhỏ giọng thì thầm. Dòa chết người. Tiêu giác cười lạnh. Ta đã sớm bảo ngươi tránh xa hắn ra. Ta biết mà. Hỏa Yến chỉ tay lên trời thề. Từ nay ta sẽ tránh xa hắn. Đương nhiên rồi, ai có thể nghĩ rằng sở chiêu lại có ý đồ này với cô, nghĩ đến đã làm người dùng mình thần sắc tiêu giác hơi dịu lại. Hỏa Yến nhìn anh, thấy anh dường như không còn tức giận như trước, liền hỏi. Nhưng, ngươi sao biết ta ở đây? Cô kinh ngạc. Ngươi lại cho người theo dõi ta. Tiêu giác tức giận nói. Không phải theo dõi ngươi, mà là sở tử lan. Hỏa Yến. À. Một tiếng, cảm thán nói. Ngươi quan tâm sở tử lan còn hơn ta, ngươi xem ta rộng lượng bao nhiêu, sao ta lại không tức giận chứ? Tiêu giác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta nói đùa thôi." Hỏa Yến cười tủm tỉm nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì. "Vậy ngươi đến từ lúc nào?" Cô giật mình, "Ngươi đến từ đầu." Chàng trai hơi nhướng mày. "Hỏa Yến, ngươi nghe được gì?" Cô thăm dò hỏi, "Ta nên nghe được gì?" Hỏa Yến không nói gì, "Nên nghe được gì? Nếu Tiêu Giác đến đủ sớm, chẳng phải là mọi cuộc trò chuyện giữa cô và Sở Chiêu đều bị nghe thấy? Bao gồm cả lời thổ lộ kiên cường của cô." Hỏa Yến buông tay anh, quay đầu đi hận không thể tự tát mình một bạt tai dù cô không quan tâm chuyện mặt mũi nhưng nghĩ lại cô đã thổ lộ biết bao lần chính diện hay sau lưng cô đâu phải người không có tình cảm mà lại thổ lộ nhiều lần đến vậy thật mất mặt hơn nữa người này còn quá đen tối đứng ngoài nghe có phải nếu cô thể hiện thân mật chút với sở chiêu sẽ bị gán tội gian phu thật sự là hết đường chối cãi hỏa yến suy nghĩ miên man nghe anh hỏi còn thất thần cái gì thấy hỏa yến nhìn anh tiêu giác ngừng lại nói trở về hỏa yến ân một tiếng đi hai bước lại dừng lại nhìn anh hoài nghi nói tiêu giác tiêu giác dừng bước quay đầu nhìn cô sao vậy ta nghĩ kỹ rồi dường như có chút không công bằng hỏa yến nói cái gì không công bằng hỏa yến trừng mắt ngươi nghe ta thổ lộ bao nhiêu lần mà ta chưa từng nghe ngươi thổ lộ tiêu giác cái gì hỏa yến nói đầy hùng hồn đừng trách nàng tính toán chi ly nghĩ lại tiêu giác nói chuyện luôn ẩn ý những lời nhã nhận của anh khiến cô như lọt vào trong sương mù dù sao nàng tiến lên một bước nói ngươi chưa từng nói thích thích anh bình tĩnh nhìn hỏa yến hỏi hỏa yến gật đầu đúng hòa đại tiểu thư anh gọi tên hỏa yến làm cô giật mình ngươi muốn xác nhận gì hỏa yến nhất thời nghẹn lời thật lòng mà nói nàng chỉ muốn lợi dụng tiêu giác trên miệng nghe anh nói vài câu ngọt ngào thôi. Nhưng tiêu giác nghiêm túc như vậy, khiến nàng nhất thời không biết nói gì, chỉ nghĩ mượn cớ qua loa, lại thấy anh bước lên một bước. Gương mặt nam tử trẻ tuổi gần trong gang tấc, hình dáng thanh thoát lại xinh đẹp, bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt đen sâu thẳm như có tình cảm vô danh, khiến tim nàng đập nhanh. Người! Hỏa Yến mới nói một chữ, đã bị anh cắt ngang. Anh tiến lên một bước. Lần đầu tiên hái quả sơn trà cho ngươi, lần đầu tiên giúp người học kiếm là ngươi lại tiến lên một bước lần đầu tiên bôi thuốc cho người là ngươi lần đầu tiên cho kẹo cũng là ngươi anh tiếp tục tiến lên từng bước ép sát lần đầu tiên dỗ dành cô nương là ngươi lần đầu tiên che chở cho người cũng là ngươi ta nghĩ tới nghĩ lui lần đầu tiên thích người cũng nên là ngươi hòa yến bị anh ép đến vách đá không thể lùi thêm ngẩng đầu lên đối diện là ánh mắt anh đang cười nhẹ hòa đại tiểu thư hiện tại ngươi xác nhận chưa? Hỏa Yến nghe tiếng tim mình đập, nhất thời quên mất tại sao mình lại hỏi điều này. Ánh mắt nàng từ mắt tiêu giác chuyển đến khóe môi anh, đột nhiên rất muốn hôn anh. Nàng thực sự đã làm vậy, chỉ nhẹ nhàng nhón chân, tiến tới trước mặt anh. Tiêu giác khẽ giật mình, sau đó ý cười trong mắt càng rõ, anh cúi người một chút, đang định chạm tới. Wow, sóc kinh thật là thời thế đảo lộn, làm sao có thể ngang nhiên như vậy? Không thấy gì, đi mau đi mau ngươi còn nhìn gì ta muốn xem hai người đó là ai biết đâu ta biết hai gã đàn ông say chỉ trò về phía họ lảo đảo đi ra hỏa yến giật mình quên rằng đêm nay vì tiện cô mặc nam trang lúc này trong mắt người khác tự nhiên là hai nam nhân đang âu yếm nhau nhưng giữa đêm khuya như vậy làm sao còn có người làng vàng bên ngoài không sợ đập phải sao trong lòng nàng tức giận không biết là vì suýt nữa thì hôn tiêu giác mà bị lỡ hay vì bị chỉ trích là Long Dương chuyện tốt mà tức giận. Cô ủ rũ, vùi đầu vào ngực tiêu giác, không ngừng đầu lên, tức giận nói. Ta xác nhận, rất xác nhận, giờ đi về được chưa? Tiêu giác cúi đầu nhìn nàng, đưa tay định kéo nàng ra, nhưng nàng ôm chặt quá. Một lát sau, anh đành bất đắc dĩ buông tay, khẽ cười. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.